À, thế màn hình của anh rồi đúng không? Mà slide ngoài không thấy. Quên mất không biết cái folder tài liệu để đâu rồi. Dùng như thằng vét vậy. Rồi, ok. Thì đây là mình sẽ đi vào bài vùng nập. Thì mục tiêu của cái bài này là mình sẽ giải thích được khái niệm về lập này. Thì ngoài vùng nập for như Hiếu nói thì nó sẽ có vùng nập while này, do while như Hiếu nói đúng không? Ngoài do while ra nó còn vùng nập while nữa. Thì trong vùng nập thì nó sẽ có các từ khóa phải lưu ý là từ khóa break và continue. Thì từ khóa break thì mình làm quen ở trong cái việc mà dùng với số xk rồi đúng không? Nó dùng để thoát khỏi số xk. Thì với break dùng với vòng lặp thì nó cũng như vậy. Còn continue thì Hiếu dùng nhiều chưa? Chưa Continue chưa dùng. Ôi là thế thì phải học lại đoạn JS này là đúng rồi. Những từ khóa mà khá là căn bản này mà không biết thì chết. Rồi, thì ngoài cái lọc cơ bản đấy nó còn có vòng lặp lồng nhau nữa, đúng không? Hoặc cùng nhau cũng khá là quan trọng và dùng cũng rất nhiều ấy. Rồi, ngoài mục tiêu thì mình sẽ phải sử dụng được đúng không? Sử dụng được for while, tất nhiên là mình học thì phải dùng nó đúng không? Dùng được for while, do while, sử dụng được break và continue, so sánh được các loại vùng lặp nhau. Rồi sử dụng được vòng lặp lồng nhau đúng không? Thì đấy là những cái mục tiêu khái niệm mà mình phải lưu tâm bài này. Thì mình sẽ đi vào cái vòng lặp thứ nhất là vòng lặp for đúng không? Thì trước tiên đi vào vòng for thì mình sẽ hiểu tại sao phải dùng vòng lặp đã đúng không? Thì vòng lặp thì là ví dụ như là ở ngoài tự nhiên ấy, thì nó sẽ có những cái gọi là bước đi nào đấy nó sẽ lặp đi lặp lại đúng không? Ví dụ một cái máy móc nào đấy nó sẽ làm lặp đi lặp lại một cái bước nào đấy, hay là một cái bánh xe đúng không? Nó sẽ xoay vòng cứ một ba một một giây nhỉ, nó xoay một vòng tròn hạn là lặp đi lặp lại, hay là một cái cánh quạt đúng không? Một cái quạt xoay đúng không? Nó xoay đi xoay lại một cái bước nào đấy. Nói chung là nó sẽ lặp đi lặp lại một cái bước giống nhau. Thì người ta mới nghĩ ra cái vòng lặp để mà thực thi những cái lệnh mà giống nhau đấy. Ví dụ như là có một cái lệnh mà nếu mình viết ra một một cái số một nghìn số chẳng hạn. Nếu mà mình cứ phải dùng code thông thường đúng không? Mình in thông thường đúng không? Mình sẽ in 1.000 lần, mình viết 1.000 cái lệnh in đúng không? Nhưng mà nếu như mà mình dùng vòng lặp thì cái câu chuyện đấy mình chỉ cần dùng một lệnh in thôi. Mình cho một cái cho vào cái vòng lặp chạy 1.000 lần là mình có thể chạy 1.000 cái lệnh in đi rồi, thì phải là nó sẽ tiết kiệm code cho mình rất là nhiều đúng không? Đấy, nhưng tại sao phải sinh ra vòng lặp làm gì đấy? Thì ở đây có tổng hợp lại vòng lặp cho phép tự động thực hiện một cái khối lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào một điều kiện cho trước. Vòng lặp giúp cho lập trình viên viết được các mã nguồn ngắn gọn. Đấy, tại sao lại ngắn gọn đúng không? Vừa anh có nói rồi đúng không? Ví dụ như là in số đấy thì mình có thể là phải viết rất là nhiều đúng không? Thì code của mình sẽ ngắn gọn hơn. Thì vòng lặp nó bao gồm này, một điều kiện để đánh giá lúc nào thì lặp đúng không? Thì với vòng lặp lúc nào nó cũng sẽ có điều kiện này để kết thúc vòng lặp đó, một khối lệnh để thực thi lặp cái gì đấy, thì nó có sẽ có phần thân để thực thi cái statement hay gọi là cái dòng lệnh của vòng lặp đúng không? Thì các vòng lặp nó được hỗ trợ bởi JavaScript thì bao gồm có for này, while và do while. Thì nếu mà nâng cao hơn ấy, thì nó còn có for in, for out nữa cơ. Nhưng mà cái phần đấy thì sang phần bài mảng mình học sẽ hợp lý hơn.
Thì phần này mình sẽ học về for while của do while thôi, và thêm một for long nữa. Thì ở đây một số cái ví dụ ở trong cái bài toán thực tế chẳng hạn. Đây là vòng lặp ví dụ. Ví dụ như là đây là một cái giao diện đúng không? Một cái table. Đấy, một cái bảng table. Mà trong đấy mình cần phải đổ ra các cột dữ liệu hay các dòng dữ liệu đúng không? Đấy, một row, đây là một row, này đúng không? Thì cái việc mà đổ dữ liệu ra như thế này ấy, thì nó sẽ phải là dùng dùng đến vòng lặp thì mới có thể là gì đổ dữ liệu ra nhanh được. Đấy là một trong những bài toán ứng dụng trong thực tế đúng không? Thì sau này thường nó sẽ là lấy dữ liệu từ bên phía back end đi, còn thằng front end thì nó chỉ việc là vẽ ra dữ liệu thôi. Và lập trình bây giờ hiện tại thì nó sẽ là một bên là chứa thao tác với dữ liệu, một bên là sẽ là vẽ lại cái dữ liệu lên cho nó đẹp. Thằng backend nó sẽ là đổ ra các dữ liệu, ví dụ như 2017, 05 này là thuộc về date ngày tháng này, order là cái ngày mà order hàng này chẳng hạn đúng không? Cái billing này là cái người mà billing đúng không? Cái người lập ra cái bill này đúng không? Đấy, billing last name là tên họ, tên người đấy đúng không? Đấy là email của người đấy này đúng không? Đây là số điện thoại, là địa chỉ đúng không? Thì cái dữ liệu này nó sẽ được lưu ở trong database. Database thì thằng backend nó sẽ được là nó sẽ thao tác với dữ liệu và nó lấy dữ liệu ra. Và nó sẽ trả về một cái, ví dụ như là trả về một cái mảng bao gồm các gọi là object, object chứa các dữ liệu này cho thằng frontend. Thì thằng frontend nó sẽ nhận cái mảng đấy và nó sẽ vẽ ra cái table này, nó đổ dữ liệu ra cái table này. Thì tất cả cái việc mà nó làm được như thế thì chắc chắn là nó đều phải dùng đến vòng lặp. Thì nó mới có thể là gì truy xuất được cái dữ liệu đấy ra để mà nó đổ dữ liệu ra. Thì kể cả frontend hay backend thì chắc chắn cũng đều phải dùng đến vòng lặp để mà thao tác với cái kiểu dữ liệu, kiểu danh sách như thế này. Đấy, sau này dữ liệu danh sách nó sẽ rất là lớn, nó nhiều dữ liệu. Đấy, nên là cái vòng lặp mình dùng trong lập trình nó rất là quan trọng, nên mình cần phải hiểu sâu về cách dùng vòng lặp. Thì đấy ngoài cái ví dụ đây thì đây ví dụ như Facebook này, điển hình như Facebook mình đang hay dùng đi đúng không? Thì đây là một cái gọi là danh sách bạn bè đúng không? Danh sách các user, danh sách các user đấy. Danh sách user thì bản chất nó cũng sẽ làm trong một cái table nào đấy ở trong cơ sở dữ liệu. Thì khi mà thao tác với dữ liệu ấy thì thằng backend nó sẽ trả lên các thông tin của cái user đấy cho thằng frontend. Thì thằng frontend nó sẽ phải lấy cái dữ liệu ấy ra và nó sẽ vẽ lại cái dữ liệu đấy. Đấy, ví dụ như là trong cái dữ liệu mà thằng backend nó trả ra có ảnh này, có thông tin này, đấy, có địa chỉ hay gì đấy, thì thằng frontend nó sẽ phải là CSS lại các thông tin đấy thành một cái gọi là dữ liệu danh sách như thế này. Thì chắc chắn muốn đổ ra dữ liệu kiểu danh sách như này thì phải dùng đến vòng lặp để mà thao tác rồi. Đấy. Hay là một cái ví dụ khác như là con những bước đi này, bước đi lặp lại của con Mario chẳng hạn, hay con lấm này, hay là cái con vịt này đúng không? Thì nó cũng là bước đi lặp lại. Đấy. Có thể là mình chỉ cần làm một lần thôi. Đấy, nhưng mà là nó sẽ là lặp đi lặp lại nếu như thực hiện cái hành động action đi này, đấy, action run, run cho con Mario hay là con lấm này. Thì cũng sẽ phải dùng đến vòng lặp. Hay là một cái ví dụ khác như là upload file chẳng hạn đúng không? Thì cái file nó cũng là gì? Lặp đi lặp lại cái việc mà đẩy dữ liệu, đẩy data vào đúng không? Thì cái việc mà thằng frontend nó vẽ ra cái cột mà đo cái thời gian mà đẩy file đấy đúng không? Thì cũng là hành động lặp đi lặp lại. Đấy, bao nhiêu giây, bao nhiêu phút đấy, đẩy được bao nhiêu byte đấy đúng không? Thì nó sẽ cộng từng cái bạch đấy lên. Thì đấy cũng phải dùng đến vòng lặp. Thì đấy là một số những cái ví dụ mà trong thực tế mình có thể mình thấy được cái việc là ứng dụng vòng lặp nó quan trọng đúng không? Thì đây thì đầu tiên mình sẽ đi vào khái niệm với vòng lặp for. Điều for thì chắc là anh em cũng là học qua những cái căn bản điều for, thì là cái gọi là cái vòng lặp đầu tiên là phải biết đến rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ đi sâu vào xem là cách mà nó thực thi cái vòng lặp này nó như thế nào. Đấy. Thì quan trọng là mình phải hiểu được cách thực thi của nó. Thì mình sẽ không ngại cái việc là mình gặp bất kỳ loại vòng lặp nào. Thì đầu tiên nhá. Vòng lặp nó sẽ được chia ra thành trong cái cặp ngoặc đơn đúng không? Từ khóa, tức nghĩa là từ khóa for rồi. Từ khóa for và nó nằm trong cái cặp ngoặc đơn này. Trong cặp ngoặc đơn này nó có 3 khối, 1 khối này, 2 khối này, 3 khối đúng không? Và 3 khối này nó được phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Đấy, lưu ý là nó phải phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy nhá. Không phải là dấu phẩy, cũng không phải là dấu là khác, mà chỉ có thể là dấu chấm phẩy thôi. Và ngoài ra nó sẽ có gì? Thân của vòng lặp. Đây, thân của vòng lặp, đúng không?
Nếu như mà mình cứ lấy thứ tự từ trái sang phải thì cứ khối này là khối 1 đúng không? Khối này là khối 2 đúng không? Khối này là khối 3 đúng không? Và cái thì phần thân của vòng lặp sẽ là khối số 4 nếu mà cứ thứ tự từ trái qua phải. Đúng không? Thì mình sẽ đi tìm hiểu ra từng cái nhiệm vụ của từng khối một xem nó làm gì đúng không? Thì cái thằng Elite Action này này, cái thằng Elite Action anh nói thì nó là khối 1 đúng không? Khối số 1 là các câu lệnh được thực thi một lần duy nhất khi vòng lặp bắt đầu chạy. Tức là nó chỉ thực thi một lần thôi. Đấy, lần đầu tiên thôi. Còn những lần tiếp theo nó sẽ không thực thi cái khối này nữa. Đấy, lưu ý là nó chỉ thực thi lần đầu tiên thôi nhá. Rồi, đến giải thích cái thứ hai này. Đây là cái khối thứ nhất đúng không? Khối thứ nhất này. Khối thứ hai nó có tên là loop continuation condition, tức là cái biểu thức điều kiện để xác định xem là vòng lặp có được tiếp tục hay không. Thì cái biểu thức điều kiện nó nằm ở đây này, khối giữa này này, khối số 2 này. Đấy, đây là biểu thức điều kiện đúng không? Nó có thể là bất kỳ một cái điều kiện logic nào đấy, so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, đúng không? Biểu thức điều kiện thì nó bao giờ nó là một cái phép so sánh rồi. Thì là nó sẽ xác định xem là vòng lặp có kết thúc với cái điều kiện này được thỏa mãn đúng không? Thì cái khối số 3 này này nó sẽ không được thực thi ngay đâu nhé. Lưu ý nếu mà từ trái qua phải mình tính đây là khối số 3 nhé, thì khối số 3 này nó sẽ không phải thực thi ngay sau khối số 2 đâu. Thấy chưa? Thì cái khối này này, khối phần thân này này mới là cái được thực thi trước nhé. Đấy, lưu ý là cái thằng số 1 Elite này, nếu mình cứ theo thứ tự nhá, thằng thứ hai là điều kiện này, kiểm tra điều kiện này, xong tiếp theo là nó phải là gì, xuống cái phần thân của nó cơ đấy, xuống phần thân nhá, như ý cái thực thi của nó nhá, cái statement này nó là đến thằng số 4 trước, nếu mà theo thứ tự thì thằng số 4 sẽ thực thi trước đấy. Thì anh em có thể đánh thằng phần thân là số 3 cũng được, nhưng mà nếu mình cứ đánh thứ tự theo vòng thì thằng số 4 sẽ thực thi trước, thằng số 3 sẽ thực thi sau. Tại sao anh đánh như này? Để anh em có một cái gọi là lưu ý ở đoạn này, chứ không đánh theo trình tự. Lưu ý thằng số 4 thực thi trước, thằng số 3 thực thi sau. Để mà mình lưu ý, rất nhiều người sẽ hiểu lầm là cứ thực thi lần lượt từ đây sang đây sang đây sang đây đến đây. Đấy, nhiều người sẽ hiểu lầm là đến đây đến bước này, xong rồi lại xuống bước này, xong bước thức phần thân này. Đấy, nhiều người sẽ hiểu lầm là như vậy. Mà nó sẽ là gì? Khối 1 elite một lần thôi, xong đến khối số 2 kiểm tra điều kiện, xong nó nhảy xuống phần thân. Nhảy xuống phần thân xong bắt đầu nó mới quay trở lại đây để gì? Thực thi một cái bước action nào đấy. Có thể là phép tăng hay phép giảm hay gì đấy đúng không? Đây, cái này gọi là action after each iteration, tức là các câu lệnh được thực thi sau mỗi lần nạp. Tức là mỗi một lần nạp xong nhá, đúng không? Một statement được thực thi. Đấy, statement này, cái phần thân của vòng nạp được thực thi. Thì mỗi một lần thực thi xong thì nó sẽ quay lại đây. Nó sẽ quay lại đây. Quay lại đây thì sau khi quay lại đây thì nó sẽ quay lại đây tiếp để nó kiểm tra điều kiện, chứ nó không không quay lại elite nhé. Quay lại đây nó sẽ không quay lại elite nữa đâu. Thằng elite này là gì, nó chỉ thực thi một lần thôi đúng không, một lần duy nhất thôi, nó không quay lại đây nữa. Mà sau khi nó quay lại đây kiểm tra điều kiện, nếu như điều kiện thỏa mãn thì nó lại quay lại cái phần thân này. Đấy, quay lại phần thân xong thực thi xong nó lại quay lại đây đúng không, quay lại đây xong lại kiểm tra điều kiện tiếp, nếu như điều kiện vẫn thỏa mãn thì nó vẫn quay lại đây, còn nếu như điều kiện sai thì lúc này vòng lặp mới kết thúc đúng không. Rồi, thì đấy là về cái cách mà nó thực thi. Thì mình phải đi qua một số cái ví dụ nào đấy, cụ thể nào đấy thì mình sẽ hiểu sâu hơn về cách nó hoạt động đúng không? Rồi, ok. Đây nhá, thì ở đây cũng có mô tả về cái luồng thực thi này. Thì ở đây họ đánh cái số này là số 4 này, đấy. Đây nhá. Thì nếu mà mọi người lầm tưởng thì sẽ nghĩ là 1 đến 2 rồi đến đến 3 rồi mới xuống đến đây đúng không? Đây mới là số 4 đúng không? Nhưng mà cái số 4 nó nằm ở đây này. Chưa? Cái số 4 nó nằm ở đây nhá. Đấy, nếu mà mình đánh theo đúng luồng nhá thì nó đây là khối số 1. Đây là khối số 2. Đây là khối số 3. Và đây là khối số 4. Đấy. Thì cái khối số 3 nó là cái phần này này. Phần khối scope này này, tính là cái phần thân của bộ ngập này này. Nó được đóng trong cái cặp hai cái cặp ngọc nhọn này, thì nó là khối scope đúng không, một khối scope hay là khối phần thân. Đây thì nó chính là khối phần thân của vòng lặp này.
Đấy, thì elite là elite một lần đúng không? Elite một lần, sau đó là đến kiểm tra điều kiện, sau đó là đến vòng xuống dưới nhé, vòng xuống dưới thực thi, thực thi xong mới quay lại đây, làm một bước nào đấy đúng không? Xong nó lại quay lại đây, quay lại đây xong thì nếu được thỏa mãn thì nó lại quay lại đây, chứ nó không quay lại một đâu nhé. Đây là cái luồng thực thi nha. Rồi, ok. Đây, mình sẽ đi vào một cái ví dụ nhé. Đây là một cái ví dụ là mình in ra một cái cột bảng của bảng của chương đúng không? Với cột số 5. Rồi, thì xem nó thực thi như nào đúng không? Thì đầu tiên là elite. Đúng không? Elite. Elite thực thi một lần thôi. Thì lần đầu tiên là gì? Y sẽ bằng là 1 này. Y bằng 1, sau đó thì nó sẽ chạy khối nào? Hiểu? Y bằng 1 xong rồi nó sẽ chạy khối là 1 thỏa mãn nhỏ hơn 10. Nó sẽ chạy theo khối này đúng không? Vâng. Đúng rồi, nó sẽ chạy theo khối này. Y nhỏ hơn bằng 10 đúng đúng không? Vì 1 nhỏ hơn bằng 10 thì là đúng đúng không? Sau đó nó sẽ chạy chạy khối nào? Sau đó thì 3 khối, 4 khối đúng không? Vâng. Nó sẽ chạy khối nào? Thì khối thực hiện câu lệnh ở trong nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ thực thi khối lệnh. Khối lệnh này đúng không? Khối lệnh này thì nó sẽ được chạy bắt đầu từng lệnh một đúng không? Chạy lệnh 3 product bằng 5 nhân y trước đúng không? Thì nó sẽ được một cái biến product, anh ghi ký hiệu là P đi. P bằng 5 nhân y đúng không? 5 nhân với y lúc này là mấy? Y lúc này là 1. Y lúc này là 1 đúng không? P bằng 5 nhân y tức là 5 nhân 1 bằng 5. Đấy, tức là P bằng 5. Thì sau đó nó chạy đến cái lệnh document này đúng không? Document.write chính là lệnh in đúng không? Thì cái này là chuỗi thôi, in ra chuỗi là 5 nhân cộng với y thì chính là chuyển biến vào đúng không? Chuyển biến vào, biến lúc này là chuyển biến số 1 này vào này. Chuyển số 1 này vào đúng không? Chuyển số 1 vào thì là 5 nhân 1 bằng với product chính là chuyển số 5 này vào đúng không? Thì chính là 5 nhân 1 bằng 5 được cái kết quả là dòng đầu tiên này đúng không? 5 nhân 1 bằng 5. Tiếp theo thì nó sẽ chạy khối nào? Sau khi chạy cái statement xong thì là chạy khối nào? Nó sẽ chạy sang đến cái y cộng cộng, nó sẽ tăng lên. Sau khi chạy thì cái đấy, bước đấy thì nó sẽ chạy thằng này tăng lên đúng không? Tăng lên thì lúc này y bằng 2 đúng không? Y bằng 2. Thì y bằng 2 xong thì nó chạy khối nào? Nó lại chạy đến cái khối set điều kiện là 2 nó vẫn nhỏ hơn 10. Đúng rồi, nó sẽ chạy vào khối này tiếp đúng không? Kiểm tra điều kiện. Đấy. Thì là 2 vẫn nhỏ hơn 10 đúng không? Nó có chạy quay lại elite này không? Không thể. Không đúng không? Elite này như anh nói ấy, thì nó chỉ là gì, chạy một lần thôi. Chạy lần đầu tiên thôi. Sau khi mà chạy kiểm tra điều kiện thỏa mãn rồi thì nó sẽ quay lại thực thi tiếp phần thân đúng không? Thực thi tiếp phần thân thì nó sẽ lại quay lại khai báo biến lại là va product năng bằng gì? P bằng 5 nhân 2 đúng không? 5 nhân 2. Lúc này là bằng 10. Và nó sẽ thực thi cái lệnh y này, tức vần write 5 nhân với lúc này y sẽ chuyển vào với là biến là giá trị là 2 chứ không phải là 1 nữa đúng không? 2 thì nó sẽ là được kết quả là 5 nhân 2 bằng 10. Rồi, nó sẽ là thực thi chấm cho đến là gì? Sẽ đến là gì? Bằng 9 đi. Bây giờ anh sẽ đến trường hợp bằng 9 nhá, thì xem nó thực thi cái đoạn đấy như nào nhá, đúng không? Thì khi y bằng 9 đúng không? Y bằng 9 này. Trường hợp vân vân cho đến y bằng 9 á, xóa bớt đi. Y bằng 9 này. Rồi, y bằng 9 thì nó sẽ là bắt đầu chạy khối lệnh này đi, pa product bằng 5 nhân 9 này. 5 nhân 9 45 đúng không? 5 nhân 9 bằng 45 này. Rồi, nó in ra cái lệnh là gì? Chuyển số 9 vào đây này. Rồi chuyển product là 45 vào đây này, nó chạy được cái dòng này đúng không? Chạy đến cái dòng này 5 x 9 bằng 45. Sau đó nó sẽ là gì? Chạy khối nào? Sau đó nó sẽ lại chạy đến cái y cộng cộng. Đúng rồi, nó lại chạy y cộng cộng đúng không?
y cộng cộng lúc này nó sẽ là y lên 10 đúng không? Y bằng 10 nó có kiểm tra tiếp điều kiện không? Có. Vẫn kiểm tra điều kiện bình thường đúng không? Và vẫn nhỏ 10 vẫn thỏa mãn đúng không? Vẫn thỏa mãn thì sẽ vẫn chạy tiếp hai lệnh này. Thì là 5 ra cái dòng là 5 nhân 10 đúng không? Bằng 50. Đấy, và tiếp tục in ra cái dòng đấy, in ra dòng này. In ra dòng 5 nhân 50. Nhưng sau đó nó sẽ chạy như nào? Sau đó nó sẽ lại chạy y cộng cộng tiếp. Đúng rồi, khi mà y bằng 10 thì vẫn là chạy y cộng cộng tiếp nhá. Thì lúc này y sẽ lên là gì? 11. Y lúc này tăng lên 11 nhá. Y phải tăng lên 11. Y tăng lên 11 thì nó có chạy quay lại đây kiểm tra điều kiện không? Có, nó vẫn chạy kiểm tra điều kiện. Đúng rồi, nó vẫn phải quay lại đây kiểm tra điều kiện nhá. Thì lúc này y 11 có nhỏ hơn bằng 10 không? Không, nó phải gì? Không đúng không? Nhỏ bằng 10 lúc này là sai này, đúng không? Cái này là sai. Sai thì cái phần thân này sẽ không thực thi nữa. Sai lập tức nó sẽ một lập sẽ kết thúc đúng không? Phần thân này sẽ không thực thi. Đấy thì lưu ý là y nó vẫn phải lên 11 nhá, đúng không? Mặc dù vòng lặp này chạy 10 lần. Chạy 10 lần đúng không? Nhưng mà y nó phải tăng lên 11. Đấy. Phải hiểu sâu cái đoạn đấy nhá. Rồi ok, thì đấy là cách hoạt động của vòng lặp for. Thì mình có thể là gì? Để mua bằng code luôn nữa. Nó có đúng như vậy không? Mở lại bên sau đây. Rồi. Thì cách code với vòng là for với thằng WebSom nhá, thì nó có nhắc lệnh ấy, thì anh em chỉ cần là gõ chữ for này, thì ở đây nó có, anh em để ý là có for i này, rồi for in, for ở dưới đúng không, thì mình đang dùng for i này. Đấy, thì mình sẽ chọn cái for i này, mình chọn cái for i này, mình ấn enter. Đấy, tự động nó sẽ tạo cho mình một cái vòng lặp có đầy đủ biến rồi. Bây giờ mình chỉ cần việc là sửa các biến thôi. Đấy, ví dụ như cái vòng lặp vừa nãy, ví dụ vừa nãy đúng không, thì nó là y bằng 1, xuất phát là y lít từ y bằng 1 này. Và là gì? Y nhỏ hơn hoặc bằng 10 này. Đấy. Sau đó nó sẽ khai báo biến đúng không? Thì anh không dùng var nữa mà anh dùng let. Let thì anh thay cái product lấy thành là result. Result là kết quả đi. Bằng là gì? 5 nhân với y. 5 nhá. Rồi, ở dưới sẽ là lệnh in đúng không? document.write. Rồi, thì in ra 5 này, nhân này. Cộng với chuyển biến thì cứ chuyển qua cặp dấu cộng như này đúng không? Chuyển y vào đây. Rồi, thêm dấu bằng đúng không? Dấu bằng vào đây. Những cách cho đẹp này. Cộng với kết quả đúng không? Chuyển biến, kết quả thì biến nó sẽ không phải ở đóng như chuỗi đâu. Này. Mình có thể là cộng thêm cái dấu xuống dòng nữa. Cộng thêm BR vào đây. Đấy. Đây là chạy thử. Đây, đúng không? Thì mình được cái bảng của chương như này. Đấy. Mình có thể là gì? Lốc từng dòng ra đúng không? Lốc ra y bằng lốc với vòng lặp thì mình thường lốc như này đúng, lốc từng lần lặp một đúng không, mình nên lốc từng lần lặp như này, lốc từng cái giá trị của y ra. Đấy, sau đó mình có thể lốc thêm cái gì dao ra, đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bật F12 lên để xem có số lốc đúng không. Đấy, từng lần lặp nó sẽ xảy ra nhau đúng không. Với y bằng 1 thì đi ra bằng 5, y bằng 2 thì ra bằng 10, y bằng 3 thì ra bằng 15, y bằng 4 thì ra bằng 20. Đấy. Ở trong vòng lặp thì tất nhiên là nó chỉ gì lốc được cái y bằng 10 thôi đúng không? Nhưng mà mình để thấy được cái giá trị cuối cùng của y ấy thì mình lốc nó ở cuối cùng như này. Nhưng mà muốn lốc nó ở cuối cùng như này ấy, thì mình phải khai báo tách về đi ra ngoài thì mình lốc được đúng không? Như anh em biết thì nếu mà mình cái thằng khai báo led đúng không? Khai báo led thì nó chỉ nhận biến ở trong cái khối scope thôi.
Hôm trước mình học về let và var rồi đúng không? Đây anh thử thay ở đây là var nhé, xem nó với vòng lặp for thì như nào. Đấy đúng không? Nếu anh dùng vòng lặp var à, vâng, dùng từ khóa var đúng không? Thì anh hoàn toàn có thể lốc ra cái giá trị của y ở dưới vòng lặp này. Nó chuyển màu ấy, anh em thấy nó chuyển màu không? Nó chuyển sang màu tím này. Còn nếu anh để led đúng không? Nó có một cái gạch chân lỗi vào lỗi. À, gạch chân mà biến màu trắng ấy. Mình ra con slope chắc chắn nó báo lỗi. Đây này. Đấy, lỗi ở dưới vòng lặp đúng không? E not defined. Đấy, e chưa được cái khai báo đúng không? Thì ở đây mình sẽ là gì? Thay bằng từ khóa var. Đấy. Khác nhau giữa var và led ôn lại cái bài trước đúng không? Thì là var nó là biến toàn cục này. Nó sẽ có thể thoát ra khỏi khối scope được đúng không? Còn net thì nó không thoát ra khỏi scope được. Thì với được var nó sẽ hết lỗi này và cái giá trị cuối cùng của y nó là gì? 11. Đúng chưa? Đấy. Thì y cuối cùng nó phải lên 11 nhé. Bằng chứng cho việc mà mình mô tả vừa lấy đúng không? Y nó có lên 11. Comment cái đoạn HTML là. Được chưa? Thì nó có các kiểu mà gì? Vòng lặp đặc biệt nhé. Đây là mình viết vòng lặp theo cách thông thường đúng không? Viết đầy đủ cú pháp đúng không? Nhưng mà vòng lặp đặc biệt thì mình hoàn toàn có thể là gì? Nếu mà bây giờ mình không dùng va đúng không? Mình dùng muốn dùng led như này đúng không? Mà vẫn muốn in ở kết quả cuối cùng đúng không? Thì rõ ràng là led như này thì sẽ không thể nào in kết quả được. Bây giờ mình muốn gì? Vẫn giữ khóa led đúng không? Mình tách nó lên vẫn là thành biến toàn cục. Nhưng mà tách ra khỏi vòng lặp for như này vẫn ok đúng không? Đấy. Thì bây giờ thay vì là khối elite ở trong vòng lặp for thì mình sẽ elite cái biến ấy ra ngoài vòng lặp lên trên cục, thì lúc này y nó vẫn là biến toàn cục đúng không, thì nó vẫn sẽ nhận giá trị cuối cùng ở dưới này và vẫn chạy qua cái vòng lặp bình thường. Mình xem có đúng không nhá. Đấy, thì y vẫn nhận giá trị 11 và vòng lặp mình vẫn thực thi một cách bình thường, không có gì sai cả. Được chưa? Thì đây là một cách mà viết vòng lặp theo cách đặc biệt. Ngoài ra thì có cách nào khác nữa không? Bây giờ thay vì tách khối điều kiện ra, bây giờ mình sẽ tách khối điều kiện đúng không? Mình cho y nhỏ bằng 10 ở trong phần thân của nó được không? Đây. Bây giờ mình tách là ít y lớn 10 thì break à? Ít y lớn hơn 10 break như này được không? Rồi, chạy lại à, ngoài đúng không? Đấy. Bây giờ nó có thêm một thằng nữa là 55 này. Được chưa? Tại sao lại có thêm một thằng nữa 55 ở đây? Quân ơi. Giải thích kìa. Tại sao đoạn này lại có thằng 55 xuất hiện? Tại này lớn 10. Ừ. Y lớn 10 thì nó sẽ bắt đầu từ 11. Bắt đầu từ 11 là sao? Tại vì nó sẽ điều khiển. À, đúng. Vì là cái vòng if này nó ở trong nó không sẽ thực hiện sau ấy. Bây giờ cứ phân tích từng lần lặp vào đi đúng không? Bây giờ với y bằng 1 đi thì nó sẽ chạy khối nào trước đúng không? Khối nào sau? Y bằng 1 thì nó sẽ chạy từ y bằng 1 rồi xuống lốc nhân 5 nhân y. Ừ, rồi nó so sánh với y lớn 10 không? Không lớn 10 là break. Đúng rồi. Thế, rồi mới y không cộng. Sao lại không lớn 10 break này như nào? Vì không lớn 10 nên không break nhỉ? À không break, đúng rồi. Nó không chạy cái if đấy đúng không? Vâng. Rồi không chạy if đấy thì nó sẽ quay lại khối nào? Quay lại khối y không cộng. Rồi quay lại khối y cộng cộng đúng không? Quay lại khối y cộng cộng thì sau đó nó sẽ gì? Có khối điều kiện để check không? À, không.
không có điều khối điều kiện kiện đâu. đúng không? Cho nên nó sẽ không không có cái điều kiện gì để check cả đúng không? Cho nên là nó sẽ gì chạy xuống cái khối Khối tiếp đúng không? Khối vậy. thực thi đúng không? Thì khối thực thi thì tiếp tục nó sẽ in ra thôi đúng không? In đến Đến y bằng 10 đi, đúng không? 10 do nó vẫn nhỏ hơn 10, nó chưa bách. Nên 11 thì nó đã nhân 5 trước rồi, xong rồi mới xét này ít dưới. Thế nó vẫn in ra 5 năm. Đầu tiên là bằng 10, 10 có lớn 10 không? Xong. Ừ. Thế nó vẫn chạy tiếp, cộng thêm 1 tiếp. Rồi, 10 không lớn 10 thì nó sẽ vẫn phải tăng lên một phát nữa đúng không? Lên 11 đúng không? Vâng. Lên 11 thì nó chạy lại in trước mà đúng không? Nhưng mà bây giờ chú cho cái điều kiện này nó lên trên thì thế nào? Nếu mà trên đi, ở để trên này đi. Thì nó dừng 10. Thì liệu có cái thằng 55 không? Nếu không. Rồi. Đấy, nếu mà mình giải trên như thế thì vẫn cái vòng lặp mình nó sẽ giống cái vòng lặp lúc đầu đúng không? Đấy, cho nên là để dưới để trên là khác nhau. Được chưa? Cái này Hiếu có hiểu cái đoạn thực thi cái lặp này không nhỉ? Em hiểu rồi. Ừ đấy, thì hoàn toàn nó có thể viết là gì? Không có khối điều kiện nhá. Đấy. Có thể viết theo kiểu đặc biệt như này. Hoàn toàn không không có khối điều kiện nhưng mà nó sẽ phải có điều kiện ở trong phần thực thi này. Nếu như không có điều kiện ở trong phần thực thi này thì vòng lặp mình sẽ vô tận đúng không? Nên là khi mà viết vòng lặp sẽ phải chú ý đến việc là nó có thể xảy ra cái điều kiện mình mà nó không tốt. Nó có thể xảy ra là lặp vô tận đúng không? Lặp mãi mãi, lặp vĩnh viễn ấy. Thì khi mà lặp vĩnh viễn thì chương trình mình có thể bị treo. Đấy, bị treo hết nguồn RAM đúng không? Chỉnh có thể chết. Nên là khi viết vòng lặp mình sẽ phải lưu ý cái điều kiện để mà break được vòng lặp. Rồi đây là gì? Mình tách khối điều kiện ra đúng không? Ngoài ra mình có thể là gì? Tách cái khối thứ ba ra không? Bây giờ thay vì như này đúng không? Vẫn là y nhỏ hơn bằng 10 ở đây. Vẫn là để lại khối thứ hai lên đúng không? Bây giờ mình có thể là gì? Tách khối thứ ba này xuống không? Tách y cộng cộng ở đây được không? Này đó. Như này được, nhậu như này không? Nếu để cuối như này thì nó sẽ như này. Để cuối như này anh em nhận định là nó sẽ in như này. Liệu có in được bản cửu chương như như cũ không? Hay là nó sẽ in khác? Anh để như này. Nhớ dự đoán nào, hay máy in như là mô tả. Rồi. Hiểu rồi. Giống như là nó sẽ bị in in thiếu cái cuối sao nhỉ? In thiếu cái cuối. In thiếu cái dòng 10 á, nhân 10 á. Vâng. Thế sao lại in thiếu cái cuối? Nên nó sẽ chạy đầu tiên là chạy vào khối 1 rồi y1 nhỏ hơn 10 thả 3, nó sẽ thực hiện cái in ra, xong rồi nó tăng lên một đơn vị thì sẽ không có cái khối mà sẽ không có cái khối mà y cộng cộng ở trên nữa, thì đến khi nó về giá trị mà y bằng 9, y bằng 9 thì nó cũng thỏa mãn, nó cũng in ra cái nhân 9. Sau đó nó nhân 9 thì nó sẽ không có cái nhảy. Nên 9 nó vẫn phải thực thi, khi mà tăng lên 9 nó vẫn phải thực thi cái y cộng này chứ. Vâng, Nó phải chạy dòng lệnh đấy chứ đúng vâng. không? Thì sau khi y cộng nó lên 10 đúng không? Lên 10 thì nó quay nó check điều kiện. Đúng không? Vâng. Thì 10 lúc này có nhỏ hơn 10 không đúng không? Không thì nó sẽ kết thúc luôn, kết thúc thì sẽ không có in ra được cái lệnh 10 đúng không? Vâng. Đây nó chỉ là 5 nhân 9 thôi. Đấy thì một số lưu ý với cách viết đặc biệt nhé, nó hoàn toàn có thể tách tách những cái khối điều kiện này hoặc là khối này này xuống phần thân này đúng không,
khối action này xuống phần thân này, hoặc là nó có thể tách khối elite này ra ngoài đúng không, ở ngoài. Nhưng mà nói chung là trong khi mình viết vòng nặc thì cũng nên tránh viết cái kiểu đấy. Đấy, nên là cũng tránh nhé. Nhưng mà mình cũng biết được là khi mà mình gặp ở đâu đâu đó đúng không, người ta viết kiểu như thế thì mình sẽ hiểu là vòng nặc hoàn toàn vẫn có thể viết được như vậy. Ok, thì đấy là về vòng nặc for. Rồi, thì đây là một cái trong slide là nó nói một số cái bước thực thi của nó đúng không, bước thực thi đây cho đến vân vân cho đến khi mà thì 11 thì nó là for. Đấy, thì anh có miêu tả lại cái đấy rồi thì mình sẽ qua bỏ qua cái đấy, bỏ qua cái phần đấy nhá. Rồi, đoạn này đang nói về sử dụng dấu chấm, dấu phẩy trong vòng nặc for. Ok, đây là nói về dùng dấu phẩy nhé, không phải là dấu chấm phẩy nhá. Lưu ý này, sử dụng dấu phẩy trong vòng nặc for thì phẩy trong vòng nặc for có nghĩa là gì? Mình có thể khai báo hai biến cùng một lúc đúng không? Đấy, thay vì là khai báo một biến như vừa nãy thì bây giờ nó có thể khai báo hai biến. Thì hai biến nhưng mà nó vẫn nằm trong một khối nhé. Hai biến, dấu phẩy là hai biến nhưng nằm trong một khối. Các khối thì vẫn được tách nhau bởi dấu chấm phẩy. Nhưng mà khai báo dấu phẩy là tức là khai báo hai biến nằm trong cùng một khối. Ví dụ như ở cái ví dụ này. Y bằng 0, Z bằng 10 là hai biến nằm trong khối elite đúng không? Là khối số 1. Ngoài ra nó còn có hai nữa đúng không? Y và Z, một thằng y tăng lên, một thằng y trừ đi đúng không? Một thằng y giảm đi. Nhưng nó nằm ở trong khối số, bây giờ mình gọi đây là khối số 4 nhé. Đây là khối số 4. Bây giờ mình dành mạch ra khối số 3 rồi, mình dành mạch ra rồi đúng không? Khối số 3 sẽ nằm ở đây. Khối số 2 thì vẫn chỉ có một biến thôi. Đấy, nhưng mà vẫn dựa vào điều kiện này để kết thúc vòng nạp đúng không? Thì hoàn toàn có thể khai báo kiểu như này. Thì đây là một cái phép là gì? Tính cộng đúng không? Cộng tổng của hai số. Thì với lần nạp thứ nhất là sum bằng gì? Đây nó khai báo một biến sum. Sum bằng hai biến này cộng lại với nhau. Thì cứ một thằng tăng lên thì một thằng giảm đi đúng không? Một thằng tăng lên một thằng giảm đi. Với lần nạp đầu tiên thì là sẽ y sẽ bằng 0 này và z bằng 10. Thì nó sẽ kiểm tra với điều kiện z nhỏ bằng 10 thì là đúng đúng không? Đúng, nó sẽ thực thi cái document write này. Thì nó in ra 0 này cộng với in dấu cộng này cộng với là z là lúc này là 10 này. Thì bằng sum này, sum thì tính được toán được theo cái kết quả của dòng lệnh này này. Sum sẽ bằng là gì? 0 cộng 10 sẽ bằng 10. Thì lần lượt cứ mỗi một lần nạp thì một thằng tăng lên một thằng giảm đi đúng không? Một thằng tăng lên một thằng giảm đi, giảm dần xuống được 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 đúng không? Thì thằng này cũng tăng dần lên không ổn định cho đến 10 đúng không? Thì điều kiện kết thúc vòng nạp của nó là theo cái thằng y này đúng không? Thì khi mà y nó đã gì? Đây. Y nhỏ bằng 10. Y là thằng đằng trước nhé, đúng không? Y là thằng đằng trước nhé. Y là thằng đằng trước. Đúng không? Y nó tăng dần lên. Và khi mà nó tăng lên đến 10 rồi đúng không? Thì nó y được dòng này. Đúng không? Thì nó vẫn tăng lên 11. Nó tiếp tục tăng lên 11 ở cái khối này. Tăng lên 11 thì nó quay lại nó kiểm tra điều kiện này đúng không? Thì nó sai. Sai lúc này thì nó sẽ kết thúc vòng nặc. Thì với điều kiện là y bằng 10 lúc này là z đã giảm về 0 rồi. Đúng không? Thì nó sẽ in được dòng này và kết thúc vòng nạp. Và giá trị cuối cùng của thằng gì? Y thì nó vẫn là 11. Và thằng z thì nó vẫn là âm 1. Đấy, giá trị cuối cùng của hai thằng này. Thì đấy, đấy là một số cái lưu ý là gì? Với vòng nạp mình hoàn toàn có thể là gì dùng dấu phẩy nhá. Mà trong cùng một khối. Dấu phẩy là trong cùng một khối nhé. Khai báo nhiều biến trong cùng một khối được. Rồi. Cái này Hiếu có thắc mắc gì không? Em hiểu rồi. Không thắc mắc thì mình đi xuống tiếp. Rồi thì có một vòng lặp while. Vòng lặp while nghĩ là Hiếu phải được học rồi chứ nhỉ. Vòng lặp while này cũng hay nhắc đến mà.
biết do while thì phải biết while, cái là biết while trước thì biết đến do while chứ, đúng không? Đưa đến học chỉ nói qua thôi, còn lúc ấy họ cứ bảo là vòng là for thông dụng hơn, cho nên là chỉ dạy sâu rồi. Không phải vòng là for thông dụng hơn đâu, tại vì là mình phải hiểu cái cách dùng vòng là qua khi nào, vòng là for khi nào, phân biệt được dùng nó khi nào. Vòng là qua ấy là người ta hay dùng trong cái trường hợp mà người ta không chưa xác định được cái số lần lặp của nó là bao nhiêu thì người ta sẽ dùng vòng loại. Còn vòng for thường người ta sẽ dùng là khi mà người ta đã biết là chính xác là cái số lần lặp mà mình cần lặp rồi thì người ta dùng vòng loại for. Tất nhiên là có thể là viết trên hết từ for sang while được, đúng không? Hay từ while sang for đều được. Đấy, có thể viết tương đương được. Nhưng mà dùng trong ngữ cảnh nào cho nó phù hợp, đúng không? Đấy, thì là while là khi mà mình chưa biết xác định được cái số lần lặp ấy, để mình cần phải lặp bao nhiêu lần đấy, thì mình sẽ dùng while. Còn for là mình đã biết chính xác cái số lần lặp của mình là bao nhiêu rồi. Ví dụ như duyệt mảng, đúng không? Mình đã biết chính xác cái độ dài của cái mảng là bao nhiêu rồi, thì mình sẽ dùng, đa số là dùng for. Đấy, còn dùng while thì ví dụ là nhiều khi mình cần phải duyệt một cái gì đấy mà mình chưa biết là đến bao giờ sẽ kết thúc cái việc duyệt đấy. Tức là mình cần phải check một cái lượng nào đấy rất lớn chẳng hạn, mà mình cần phải tìm kiếm trong đấy, tìm kiếm đi tìm lại mới thấy chẳng hạn, thì mình sẽ dùng while ở trong đấy. Được chưa? Thì cái cách thực thi của thằng while này thì nó chỉ có một cái loop continuation condition ở đây thôi. Thì cái điều kiện này nó nếu như mà nó true, đúng không? Nó đúng, nếu điều kiện này đúng thì cái statement này luôn luôn được thực thi. Nó chỉ dừng lại khi cái loop continuation condition này nó sai, thì là cái vòng loại while này sẽ kết thúc. Thì cái vòng loại while này cũng sẽ phải lưu ý khi code là cũng sẽ rất dễ để mà cái việc mà lặp vô tận, đúng không? Với thằng while. Thì đây là cú pháp, đúng không? Từ khóa là while, và nó cũng có một cái cặp ngoặc đơn là biểu thức điều kiện. Nó cũng có phần thân giống như for, đúng không? Phần thân để thực thi cái statement. Ở đây là một cái sơ đồ để mô tả cái hành động của nó, đúng không? Đây, loop continuation condition là cái biểu thức điều kiện. Nó sẽ vào đây nó check biểu thức điều kiện, đúng không? Nếu mà đúng thì cái statement nó luôn luôn được thực thi. Đấy, đây điều kiện này. Nếu như nó đúng, true là đúng, đúng không? Thì statement này được thi. Sau khi cái statement thực thi thì nó lại quay lại nó check điều kiện. Cái điều kiện nếu như nó đúng thì nó lại thực thi tiếp, nhưng mà nếu như mà cái điều kiện nó sai thì cái vòng lặp nó sẽ chạy nhánh này và nó kết thúc. Thì đấy là cách hoạt động của while. Thì đi phỏng vấn người ta cũng sẽ thường xuyên hỏi sự khác nhau giữa while và do while nhé. Câu hỏi đây rất hay bị phỏng vấn. Đấy, nó sẽ hỏi là sự khác nhau giữa while và do while. Thì lát nữa mình sẽ học xuống do while thì mình sẽ phân biệt được while và do while khác nhau ở chỗ nào. Rồi. Thì ở đây là một cái ví dụ này. Nhập vào một chuỗi để in ra cái trang web. Ở đây ví dụ như là nhập vào ký tự Q để thoát vòng lặp. Đầu tiên nó khai báo một cái biến text bằng hello, đúng không? Sau đó while text chấm than bằng Q. Sau đó document write ra cái biến text đấy cộng với cái xuống dòng, đúng không? Sau đó nó sẽ lại có một cái dòng là text bằng Chrome là thẻ nhập vào. Nó yêu cầu là gì? Enter text to print, tức là nhập vào cái text đấy để in ra. Enter Q thì để quit để thoát. À, thì cái cách hoạt động của cái đoạn code này như nào? Thì đầu tiên là gì? Bây giờ là nó sẽ chạy. Đầu tiên là text bằng hello, đúng không? Text bằng hello thì nó sẽ chạy mới ngoài, nó check điều kiện tiếp đầu tiên, đúng không? Text so sánh với cái thằng Q này thì có thêm dấu chấm than nữa, tức là gì? Text không bằng Q, đúng không? Text không bằng Q thì hello không bằng Q thì là đúng rồi, đúng không? Không bằng Q đúng thì nó sẽ in ra luôn cái thằng text này là hello đã, đúng không? Sau đó nó sẽ hiện ra một cái thẻ Chrome cho mình nhập vào. Giả sử như là mình nhập vào khác với chữ Q, đúng không? Khác với chữ Q thì nó sẽ quay lại kiểm tra điều kiện, khác chữ Q thì là đúng, đúng thì nó sẽ lại hiện tiếp thẻ Chrome cho mình nhập tiếp. Đúng không? Đầu tiên nó in, đúng không? In ra đã, xong nó lại tiếp tục gì? Nhập cho Chrome mình nhập tiếp.
chỉ khi nào mà thoát thì mình nhập đúng cái từ quy này thì nó mới thoát, đúng không? Mình nhập cái chữ mình nhập vào là quy thì lúc đó nó so sánh với quy chấm than bằng quy, đúng không? Thì cái đấy lại thành đúng. Đấy. À, cái đấy lại thành sai nhé. Quy chấm than bằng quy thì cái trả về phô, trả về phô thì vòng lặp sẽ kết thúc. Thì mình có thể là gì, cốt cái, cốt cái vòng lặp ngoài vừa lấy nhá. Rồi bây giờ anh comment cái vòng for lại, vòng lặp ngoài. Đó, đầu tiên là nó sẽ khai báo biến text, đúng không? Text bằng hello. Rồi, sau đó từ khóa while, while này thì mình sẽ phải thêm phần thân của thằng while vào, đúng không? Thì điều kiện, đúng không? Điều kiện nó là gì? Text không bằng quy như này. Cho cả ba dấu bằng, hai dấu bằng đi. Anh em có phân biệt được giữa hai dấu bằng và ba dấu bằng nó khác nhau cái gì không? Trong JS. Phân biệt được hai dấu bằng và ba dấu bằng khác nhau cái gì không? Câu này cũng hay bị phỏng vấn này. Phân đâu rồi? Quân phân biệt cho chú là sự khác nhau giữa hai dấu bằng và ba dấu bằng. Phân biệt sự khác nhau giữa bằng bằng và bằng bằng bằng. Hiếu phân biệt được không? Không ai cùng trả lời. Không ai phân biệt được à? Bằng 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 dùng cho bằng, à? Bằng bằng dùng cho tuyệt đối, bằng 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 dùng cho trị tuyệt đối ấy. Không phải dùng cho số, dùng cho số ấy. Thế thì như nào đây, chú dùng cho chữ đây, ba dấu bằng đây, thay ba dấu bằng này được mà, chấm than này là đảo ba dấu bằng thôi, của định của bà ba đúng bằng đấy. Là dùng ngôi chữ hai đúng bằng gắn giá trị, gắn giá trị vào là còn ba đúng bằng so sánh. Hai đúng bằng này là gắn giá trị á, nhầm lẫn đấy, gắn giá trị nó chỉ có một đúng bằng thôi, làm sao khai báo hai đúng bằng này được, xin lỗi luôn này, ép tích bằng bằng hello sao được. Hai dấu bằng và ba dấu bằng nó thuộc về toán tử nhá, phân biệt đấy, cái này nó gọi là toán tử nhá, còn một dấu bằng này nó là phép gán này, cái này nó toán tử trong so sánh nhá, phân biệt ra nhá, không lại nhầm lẫn phép gán với phép so sánh ấy, cái này không phải là gán nhá, cái này không thể là gán được, cái này nó là toán tử, toán tử dùng trong if else thôi, cho các phép condition điều kiện thôi. Nhưng mà nó sẽ phải có sự khác nhau chứ, đúng không? Không có sinh ra để làm gì, đúng không? Nó phải có sự khác biệt đấy. Và câu này sẽ thực sự bị phỏng vấn này. Sự khác nhau, sự khác nhau led vào 3 này. Rồi biến toàn cục, biến cục bộ, biến toàn cục này, đúng không? Rồi là sẽ khác phân biệt giữa cộng cộng đằng sau, cộng cộng trước này. Rồi phân biệt giữa hai dấu bằng và ba dấu bằng này. Sẽ thực sự bị phỏng vấn này. Nhưng cái đấy kiến thức này là phải nắm được. Đúng bằng và ba dấu bằng thì khác nhau ở điểm nào? Hiểu biết không? Cái ba dấu bằng nó hình như là nó còn so sánh với cái kiểu dữ liệu truyền vào của hai cái. Ờ, kiểu dữ liệu đúng không? Nhưng em có hiểu được cái bản chất của cái câu kiểu dữ liệu đấy là như nào? Là kiểu như là dạng là số hay là chuỗi thì cũng phải so sánh kiểu đấy. Rồi. Bây giờ anh lốc rồi nha. Check. Khai báo ạ, biến ra ngoài đi. Test. Net A bằng đi.
1 B bằng chuỗi 1 như này. Bây giờ anh sẽ check A bằng bằng B đúng không? Là anh dùng hai dấu bằng. Đây. Thì lúc này check của mình là true hay là false? True. Rồi. Check của mình lúc này là gì? Check của mình lúc này là true. Được chưa? 1 bằng bằng 1 nhưng lại trả về true, có nghĩa là đúng. Đúng. Thì bây giờ anh thay cái hai dấu bằng này bằng ba dấu bằng này. Được chưa? Thì lúc này true hay false? False lần này thì là false. Rồi. Bây giờ sẽ là false. Đấy. Bây giờ nó muốn là true thì cái led A bằng 1 thì 1 kia cũng phải cho vào trong cái ngoặc kép kia. Nó chỉ true khi mà thằng này cũng là 1 này. Chuỗi 1 đúng không? Đấy, nó chỉ true khi thằng đấy hoặc là hai thằng cũng là số. Thì sự khác nhau giữa hai thằng này là gì? Cái ba dấu bằng nó sẽ so sánh kiểu nó ngặt hơn, là nó tính thêm cả cái phần kiểu dữ liệu truyền vào. Đúng rồi. Thằng ba dấu bằng thì nó sẽ so sánh cả về giá trị và cả về kiểu dữ liệu nữa, được chưa? Thằng GS thì nó có cái kiểu giá trị của cái biến của mình này, kiểu giá trị của hay là giá trị của value ấy, là value ấy, giá trị của biến. Ví dụ như là chuỗi 1 này nhưng mà giá trị thực tế của nó vẫn là 1. Đấy. Nếu mình dùng hai dấu bằng này đúng không? Thì nó chỉ so sánh về mặt giá trị thôi. Nó không so sánh về typo, tức là so sánh về kiểu dữ liệu. Nó chỉ so sánh về mặt giá trị thôi. Cho nên là gì? Cái giá trị của cái thằng A bằng 1 này và giá trị của thằng B bằng chuỗi 1 này này, nó vẫn là như nhau. Giá trị của nó vẫn là 1. Cho nên là hai dấu bằng này thì nó vẫn đúng, đúng không? Tức là nó hai dấu bằng thì nó chỉ so sánh về mặt giá trị thôi. Nó không so sánh về kiểu dữ liệu. Đấy. Nhưng với thì thằng ba dấu bằng này, ngoài so sánh về giá trị ra đúng không, nó còn so sánh về kiểu dữ liệu nữa. Nó chỉ true khi mà thì giống nhau kể về cả về giá trị này, giống nhau cả về gì? Kiểu dữ liệu thì mới được, đúng không? Đấy, cho nên là mình sẽ phải phân biệt được gì, hai dấu bằng và ba dấu bằng nhá, được chưa? Đấy thì nói về cái ví dụ này để cái việc mà anh em hiểu sâu về cái hai dấu bằng ba dấu bằng. Nên là cái đoạn vòng lặp while này, quay lại cái vòng lặp while này, thì mình hoàn toàn có thể viết là gì, phủ định của một dấu bằng như này vẫn ok, đúng không? Không nhất thiết là phải dùng hai dấu bằng. Thì mục đích của nó viết bằng như này thì là để check cả về kiểu dữ liệu đó thôi. Đấy. Rồi. Thì vòng lặp while ví dụ như là bây giờ mình sẽ document ra, chấm write ra, in ra cái text đúng không, cộng với xuống dòng, và sau đó mình sẽ tạo ra cái text để nhập vào đúng không, text bằng với cái thẻ prom, bây giờ là enter a text to print, enter query quit. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy đây. Đó. Nó sẽ hiện ra một cái dòng là enter text to print đúng không? Bây giờ nếu như mình nhập khác quy đi đúng không? Là gì? Quân này. Hay là Hiếu này. Đúng không? Nó chỉ thoát khi nào? Khi mình nhập vào là chữ quy thôi. Đấy. Thì nó sẽ in được ra gì, liên tiếp in được ra gì, hello, mỗi một lần mình nhập phím vào là nó in ra một dòng rồi đúng không, mỗi một lần nhập phím nó chạy một lệnh in rồi, thì cuối cùng là nó sẽ chạy tất cả những cái lệnh mà mình đã nhập vào, và thêm một cái chuỗi đầu tiên là cái hello mình khai báo đầu tiên thì nó sẽ thoát đúng không. Bây giờ giả sử như là anh nhập vào đây là quit đi này, anh muốn là gì,
nhập vào cái từ quýt này không phân biệt hoa thường, ví dụ anh có thể là nhập quýt to cũng được hoặc là quýt nhỏ cũng được, quýt như này cũng được, thì chương trình mình đều thoát thì làm nhạc. Làm nào để mà mình nhập vào chữ quýt, chỉ cần là đúng với từ quýt thôi, không cần biết là quýt to quýt nhỏ hay là như nào cả, đúng không? Ví dụ nhập như này cũng được, thì làm nào mình có thể code được đoạn đấy. Đâu rồi? Dùng cái vật bằng, dùng hai dấu bằng đấy. Hai dấu bằng. Rồi, hai dấu bằng. Hai dấu bằng nhỉ? Quay lại cái này là phủ định này á. Kiểu đấy. Hai dấu bằng. Ở đâu? Hai dấu bằng thì nó liên quan gì? Rồi, thử chạy nhá. Bây giờ cứ nhập vào quân đi. Đúng không? Nhập vào hiểu đi. Đó. Bây giờ nhập vào từ quýt, quýt to đùng đi, đúng không? Mình đang so sánh với quýt thường đúng không? Nhập quýt to đùng. Đâu nó phát đâu? Không phát đúng không? Bây giờ nhập vào quýt thường nhá. Đấy, quýt thường nó mới thoát. Không có làm được cái điều mình mong muốn đâu. Đúng không? Thằng quýt to mình nhập vào với thằng quýt thường nó đâu có bằng nhau về giá trị đâu. Quýt to và quýt thường nó vẫn khác nhau về giá trị nhá. Nên là cái việc mình đưa như này vào không giải quyết vấn đề gì cả. Đúng chưa? Hai nó bằng nó cũng không giải quyết vấn đề của mình. Bây giờ làm thế nào để vẫn giải quyết được vấn đề đấy? Có ai có ý tưởng nào? Anh em đã nghe đến việc mà chữ hoa chữ thường trong JS chưa? Hàm xử lý chữ hoa chữ thường trong JS. Hàm hàm tab nhớ nghe chưa? Hàm ô cắt. Con cắt là lối chuỗi. Con cắt là lối. Làm chuyển về chữ hoa và chữ thường thôi, đúng không? Thì chuyển về chữ hoa chữ thường nó có một cái gọi là gì? Tech này, chấm này. To lowercase à, hoặc là to uppercase. Một thằng nó sẽ là gì? Đưa tất cả lên chữ hoa là uppercase, là đưa tất cả lên thành chữ hoa nhé. Một thằng là lowercase, là nó đưa tất cả những cái chữ mình nhập vào thành chữ thường. Mình có thể nhập bất kỳ cái gì vào nó cũng chuyển tất cả cái ký tự mình thành chữ thường hết, đúng không? Thì bây giờ ví dụ anh dùng to lowercase ở đây thì có nghĩa là anh sẽ chuyển tất cả những ký tự mình nhập vào thành chữ thường, kể cả chữ thường thì nó giữ nguyên thành chữ thường rồi, nhưng mà nếu mà mình nhập vào chữ hoa đúng không thì nó cũng sẽ vẫn chuyển về chữ thường. Thì đoạn này khi mà anh chuyển hết cái đoạn này về chữ thường đúng không, anh mới mang so sánh với thằng quýt này, thì tất cả cái chữ quýt mà anh nhập vào đúng không, dù anh có nhập chữ nào viết hoa đi nữa thì nó vẫn sẽ chuyển về cái chữ thường này, nó so sánh đúng không, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy của mình này, đúng không? Rồi này đúng không, anh vẫn nhập vào là gì, quân này, hiếu thì nó khác hẳn chữ quýt rồi đúng không. Bây giờ anh viết chữ quýt to đi. Ok, viết được à? Quýt nhỏ cái này bị sai à? Chấm to lowercase. Rồi, bây giờ anh sẽ lốc cái thằng text này nhá, xem nó lúc đấy nó là như nào. Rồi, sau đó anh sẽ check luôn. Check điều kiện luôn. Sao lúc đấy nó không phát. Text này, chấm to lowercase bằng bằng với quýt đúng không?
Rồi nhập quyết luôn nhá. 22. Có sắp tốc à? Kéo nhỏ lắm ạ. Còn không có lốc à? Tức là không lốc ở đây nhỉ? Nó gì nhỉ? Chắc là chị bỏ tôi lô quay nhưng vẫn nổi này. Một lấy chắc là nó bị treo gì thôi. Quay lại nhá. Ít to. Đấy, đúng không? Vừa nó bị đơ thôi. Rồi anh có thể là gì? Xem lốc này. Đây đúng không? Check là full này. Check của mình là gì? Check full là đầu tiên nhé. Đầu tiên check của mình là full. Cái check đầu tiên ở đây, cái check full là cái thằng này. Chúng nhau mất đúng không? Nhập lại này. Đấy, đầu tiên nó sẽ in được cái dòng là check là hello này. Cái check lúc đầu của mình nó là true này đúng không? Cái đầu tiên này nó in luôn chạy vào nó while đúng không? Check đầu tiên là hello này. Và nó lốc cho cái dòng này, dòng này check là sẽ là gì? True này đúng không? Bởi vì nó khác với quit mà, hello khác quit đúng không? Bây giờ mình sẽ nhập vào này. Quit to này. Quit thường thì chắc chắn là thoát rồi. Quit to này hoặc là một chữ, hai chữ to và một chữ hai chữ thường. Đấy, nó sẽ dừng lại đúng không? Nó dừng lại lúc này thì nó gì? Nó break khỏi vòng ngập rồi, cho nên nó sẽ không còn lốc nữa. Nó kiểm tra điều kiện nó break luôn rồi, đúng không? Cho nên là nó sẽ không không vào cái hai cái lốc này nữa, mình sẽ không biết được cái hai cái lốc đấy hiện ra gì. Làm sao để lốc ra được nhỉ? Nếu lốc ở cuối, lốc ở cuối thì không thấy được tách đúng không? Lốc ở trong vòng nạp được không? Lốc ở trên đầu vòng nạp thì cũng không được. Khó này khó lốc ra được đúng không? Bây giờ anh cứ thử lốc cái tách ở dưới vòng nạp đi. Tách dưới vòng nạp nhé, xem nó khó. Rồi, bây giờ anh nhập vào là quýt hai chữ hoa. Đây. Đấy. Tách ở dưới vòng nạp nó sẽ là cái thằng này đúng không? Mặc dù anh nhập vào là gì? Nó khác với cái thằng quýt này đúng không? Nhưng mà cái vòng lặp của mình nó vẫn kết thúc, nó vẫn giải quyết được cái vấn đề của mình đúng không? Thì do cái hàm to lower case này, to lower case là nó chuyển hết thành về chữ thường đúng không? Còn nếu mà anh dùng to upper case ở đây đúng không? To upper case thì có nghĩa là mình sẽ chuyển nó hết thành chữ hoa đúng không? Hết thành chữ hoa thì mình sẽ phải là so sánh bọn này với cụm từ chữ hoa này, thì nó cũng sẽ giải quyết được cái vấn đề của mình đúng không? Ví dụ như là anh nhập vào chữ thường ở đây thì cũng ok đúng không? Đấy, nó cũng sẽ kết thúc đúng không? Quân này, Hiếu này đúng không? Hoặc là anh nhập vào gì? Chữ to hết thì cũng sẽ kết thúc được đúng không? Đấy. Hoặc là anh nhập vào là gì? Hai chữ to chữ nhỏ như này thì nó cũng sẽ ok đúng không? Thì hai cái hàm này là hai cái hàm xử lý chuỗi lên chữ thường và lên chữ hoa, chữ hoa và chữ thường thì cũng thường xuyên sử dụng trong việc mà mình xử lý chuỗi của JS. To upper case và to lower case. Được chưa? Đây ok chưa nhỉ? Nhỏ hai hàm này chưa nhỉ? Được rồi, rồi ok. Đấy thì thêm những kiến thức mới nhá. Phân biệt hai đối bằng và ba đối bằng này. Rồi các hàm là to lower case, upper case lại xử lý chữ hoa chữ thường này. Ok, thì qua vòng đồng quay. Thì ngoài ra thì vòng đồng quay cũng có thể là kết hợp nhiều điều kiện phức tạp được đúng không? Ở đây trong slide mình có nói về cái
việc mà xử lý nó vai với những cái điều kiện phức tạp. Đây là điều kiện đơn giản đúng không? Trên là điều kiện đơn giản, đây là nó chỉ có một điều kiện thôi. Ở đây ví dụ là điều kiện phức tạp này, vừa kiểm tra là gì, có bằng quýt hay không đúng không, nó và thêm cái nữa là gì, nó có bằng rỗng hay không đúng không. Nếu như là gì, mình nhập vào là gì, mình để trống đúng không, thì nó cũng sẽ kết thúc đúng không. Thì thay vì ở đây mình vừa vừa với quýt đúng không, và với ký tự trống đi đúng không, như này. Rồi bây giờ chạy thử nhé, và với ký tự trống. À, phải đảo chứ đúng không? Nếu mà vào cái trống thì nó sẽ không hiểu. À, chúng ta mình phải lấy text so sánh. Text không bằng cái trống đúng không? Đấy. Là mình để trống thì nó sẽ thoát đúng không? Nó là ngược phủ định mà. Đây, ví dụ như anh để trống, anh không nhập gì vào đúng không? Anh ok luôn. Đấy, thì là nó cũng sẽ thoát luôn. Đúng không? Hoặc là mình vẫn là gì, nhập với quýt đúng không, hoặc là từ quýt thì nó cũng thoát luôn đúng không, hoặc là mình để trống thì nó cũng thoát luôn đúng không. Rồi nhưng mà bây giờ thay vì như thế anh gì, anh có nhiều dấu cách thì sao, thì điều gì sẽ xảy ra, mặc dù là vẫn để trống đúng không, anh có nhiều dấu cách thì vấn đề gì sẽ xảy ra, nếu nó có so sánh được không? Nó chắc là em nghĩ là nó so sánh là sẽ không được, nó sẽ không, tức là nó sẽ ok là nó vẫn không in ra được. Ok thì nó liệu nó có thoát không, ngoài có thoát không? Không thoát, không thoát đúng không. Ok này, đấy nó vẫn nhập tiếp đúng không. Rồi có anh chính ở đây vẫn in tiếp đúng không, bây giờ chỉ có quýt là thoát này. Đấy, nó sẽ có một cái khoảng trắng, một cái đoạn khoảng trắng mới in ra đúng không? Thì tại sao anh gõ ba mấy cái dấu cách anh vào nó lại không thoát? Mà anh để trắng không ấy thì nó lại thoát. Anh không ấn dấu cách, anh ấn ok luôn thì nó tương đương với khoảng trắng đúng không? Trắng thì nó lại thoát. Mà ấn nhiều dấu cách vào thì nó lại không thoát. Tại sao? Cái dấu cách ấy thì nó cũng tính là không phải là rỗng rồi, nhưng mà ấn cách là không phải rỗng, nên là so sánh thì nó sẽ bị, thì nó sẽ không thoát được cái dòng này. Thế làm thế nào để xử lý được cái đoạn đấy? Nhiều trường hợp đây là bài toán validate nhé. Sau này anh em sẽ gặp phải cái bài toán validate, tức là validate dữ liệu đầu vào. Validate có nghĩa là kiểm tra dữ liệu đầu vào ấy. Cái dữ liệu đầu vào mình nó phải thỏa mãn như thế nào đấy thì nó mới cho tạo dữ liệu đúng không? Thì bây giờ giả sử những cái bài toán của mình là phải kiểm tra cái điều kiện đầu vào của mình ấy, là không được phép là khoảng trắng này, không được phép là nhiều khoảng trắng, nhiều cái dấu cách như thế cũng không được này, đúng không? Giả sử nó bắt phải kiểm tra như thế đúng không? Thì làm nào để mình giải quyết được cái bài toán đấy? Quân, giải quyết được không? Khoảng trắng thì có cái ít, thêm một cái ít. Ít á, ít như nào? Nếu cho ít thì cho ít nhỉ? Ít cái ký tự nhập vào bằng cái khoảng trắng thì break. Nếu ký tự nhập vào đây đoạn này là tương đương với giải trích bằng khoảng trắng rồi gì nữa. Nếu bằng khoảng trắng là break rồi gì nữa. Nếu mà để nguyên nha đúng không? Để nguyên khoảng trắng thì nó là break, thì nó luôn đúng là gì nữa. Đây nhá, ok luôn là đúng là gì nữa. Đấy là khoảng trắng đấy còn gì nữa. Nhưng mà nếu mà nó khác nhau ở cái chỗ là chú có và nhiều dấu cách đúng không, nhiều dấu cách này nhìn thì nó vẫn là khoảng trắng đúng không, nhưng mà nó lại khác đấy, được chưa. Đây, bây giờ ấn luôn thì thoát này, ok luôn thì thoát này đúng không. Nếu nhiều dấu cách thì thêm thấy một phòng lọc nữa để kiểm tra. Làm như nào đấy, làm gì làm nhỉ, làm như nào? Thêm cái for từ y từ không đến cái chiều len của cái test nhập vào.
Vậy cháu định code như nào? Người for y bằng không rồi Đấy y á, nhỏ hơn viết cách for đấy, ngang. for đấy gì? For đây cho for trong while á, này á. Rồi cháu định duyệt cái text chấm len ở đây á. Đây Vâng. như này đúng không? Text chấm len. Vâng. Đúng không? Xong như nào nữa? Cái chấm ngang chắc phải chỉ một nhỉ? Rồi thì len chữ 1. Từ không nữa. Ừ, thì len chữ 1. Xong như nào nữa? Nếu Nếu ký tự thứ y nếu tách thứ là nếu tách kép thứ y thứ tách thứ y này đúng không, nhà nữa bằng bằng khoảng trắng bằng bằng cho cả bao đó bằng cho máu đúng không, và bằng bằng test cộng ý y đó bằng test y cộng một nữa và tiếp và á, bằng và bằng bằng test y cộng một nữa và tiếp và test 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 y bằng bằng test y cộng một và test y bằng test y cộng một nữa và tách y bằng tách y cộng 1 đó. Cái đấy để làm gì? vâng Cái đấy để làm gì? để kiểm Bằng bằng với tách y cộng 1. Cái này để làm gì? để xóa khoảng trắng liền nhau Xóa khoảng trắng liền nhau. Đã ấy. xóa được. Yếu ấy Nếu tách y bằng tách y cộng 1 nhưng mà nó vào cái vòng vòng lặp của mình, nó chỉ từng lần lặp một, làm sao nó kiểm tra được cái này, với điều kiện logic này làm sao nó kiểm tra được, mỗi một lần lặp của y thì nó chỉ là chạy một lần thôi chứ đúng không, chạy một lần thì làm sao mà nó lại check được cái việc mà so lấy thằng thằng lần lặp đấy và so sánh với thằng lần lặp tiếp theo được. đâu so sánh chữ trong test này một cái đấy theo chuỗi thì một cái test không một cái test một này. À Thì ừ test rồi, có sẵn rồi nếu như là lần cứ cho là lặp không đi thì nó so sánh luôn với cả rằng là thằng tách một đúng không, nếu nó được. bằng nhau thì sao, đồng thời bằng nhau Thì test y xem là y còn một mà test len trừ một thì không biết là sửa sửa được hay không ý tưởng kéo như nào nhỉ, bên xong như này xong break á này. kiểu nếu có hai khoảng trắng liền nhau thì sẽ xóa một khoảng trắng không kiểu nếu hai khoảng trắng bằng nhau giống liền nhau thì xóa đi một cái thế chỉ có một cái thôi thế lại so sánh tiếp thế dần dần chỉ còn một quả trắng thôi Xóa bây giờ cháu xóa thì cháu lại phải là dùng lệnh xóa nữa, vâng xóa cứ nếu bật mà người ta kiêng kỵ là xóa vừa duyệt mảng vừa xóa, không bao giờ người ta làm cái động tác đấy, vừa duyệt mảng vừa xóa thì rất dễ xảy ra lỗi bởi vì nó sẽ không duyệt được hết, nên xóa này xóa kiểu gì đúng không, thì sẽ gắn cái trước bằng cái chưa sau kể là rồi bây giảm giờ cái độ nhá, nén ngang cháu của mình cháu nhé làm gì có cái gì để xóa chuỗi, cái này nó chỉ là chuỗi, làm gì có cái gì để mà xóa chuỗi được, chuỗi dùng cái gì để xóa, có lệnh gì để xóa chuỗi được, chả có gì để xóa chuỗi rồi. thế Mà thế mà xóa thế nó dài dòng phải vâng thêm một wow. Quá là dài dòng, vẻ áp quá mà là cung phức cách tạp nó hóa vấn đề đúng không. ngắn thì hơi dài À, quá phức vâng. tạp hóa vấn đề, thay vì đấy là nó có một cái hàm có sẵn là nó cắt khoảng trắng hai đầu, một cái khoảng trắng duy nhất thôi, đó là gì, tách chấm chim chim này này, được chưa, thế đó, mình muốn biết hàm chim này là gì thì giữ control kích chuột vào đọc 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 đúng không, này remove the leading and sharing này, leading and sharing white space and nine terminator character from machine đúng không, thì mua cái gì khoảng trắng ở đằng trước và đằng sau đấy của cái chuỗi đấy, mình không không hiểu tiếng Anh thì đọc vào đọc đốc mình có thể copy ra Google mà dịch đúng không? Đọc Google dịch à, dịch
Đấy, loại bỏ các ký tự khoảng trắng ở đầu và cuối cũng như dấu kết thúc dòng và một chuỗi. Được chưa? Thì mình chỉ cần dùng đi thằng chip này thôi để kiểm tra kết quả, đúng không? Rồi, vẫn như vừa lấy nha. Bây giờ mình sẽ nhập vào nhiều dấu cách vào, đúng không? Vẫn ok. Đấy, vẫn thoát được, đúng không? Thoát được kề rồi, đúng không? Hoặc là gì? Để chống này luôn, đúng không? Ok luôn, thoát luôn, đúng không? Đấy, hoặc là nhiều dấu cách thì vẫn tương tự như thế, đúng không? Đấy. Được chưa? Đấy, thì cái hàm chim nhá, thêm một cái hàm chim cũng sẽ phải dùng và dùng nhiều ấy, đúng không? Nếu mà check validate cũng dùng nhiều luôn. Thêm hàm chim nhá, to locate, app locate, hàm chim, rồi cứ dần dần xử lý được những cái đoạn logic mà không cần phải phức tạp hóa vấn đề lên, đúng không? Quay lại slide nhá. Thì như anh vừa nói đúng không? Thì nó sẽ xảy ra cái vòng lặp vô hạn với while. Ở đây là một hai cái trường hợp mà mình có thể là cốt khi mà xảy ra vòng lặp vô hạn này. While true, while bột một thì cũng là true, đúng không? Thì khi này không có điều kiện để thoát vòng lặp thì nó sẽ bị lặp vô tận. Thì khi mà lặp vô tận thì có thể sẽ hao tốn rất nhiều tài nguyên. Cần thiết kế điều kiện dừng cẩn thận để tránh trường hợp này, đúng không? Và kể cả vòng for cũng vậy, đúng không? Vòng for cũng có thể là gì xảy ra cái việc mà vòng nó vô tận nếu mình không để ý. Ví dụ như là cái điều kiện của mình nó tăng lên mà mình lại so sánh nó lại lớn hơn cái số nào đấy nữa, đúng không? Để check lớn hơn mới thoát, đúng không? Thì không bao giờ thoát được. Thì nó cũng sẽ xảy ra vòng vô tận. Thì ở đây có đoạn là so sánh lựa chọn while hay for while này, đúng không? Các loại vòng lặp có thể sử dụng để thay thế cho nhau. Việc lựa chọn vòng lặp cho phù hợp với từng tình huống là quan trọng. Thì khác biệt thông thường nhất giữa for và while này, for thường sử dụng khi biết trước số lần lặp. Đấy như anh vừa nói đó, mình biết trước cụ thể cái số lần lặp nó là bao nhiêu thì mình sẽ dùng for. While là thường mình sẽ không thể biết được cái số lần lặp trước nó là bao nhiêu thì mình sẽ dùng while. Đấy. Thì tất nhiên là có thể chuyển đổi giữa for và while. Đây cũng là một cái ví dụ chuyển đổi đây, đúng không? Hai cái vòng lặp này, một bên là while, một bên là for, đều cho kết quả như nhau. Đấy, cái này đều cho kết quả như nhau nhé. Ví dụ như này là for cao bằng 0, cao nhỏ 100, cao cộng cộng, nó double write ra cái thẻ HR. Thẻ HR là cái thẻ ngang ấy, thẻ kẻ. Rồi nó sẽ in ra, cộng thêm cái cao phần trăm, đúng không? Tức là nó sẽ cộng thêm cái chỉ số cao vào. Thì cộng thêm cái phần trăm kia vào là nó sẽ in được ra cái độ, cái sai của cái thẻ HR, đúng không? In ra cái sai của thẻ HR. Thì mỗi lần lặp nó sẽ tăng cái sai lên. Thì nó sẽ in được cái tam giác này. Đấy, thì cùng với vòng lặp for thì vòng while nó cũng có thể code được hệt như cái vòng for đấy, đúng không? Thì thay vì thế nó sẽ khai báo là gì? Cao ở ngoài. Cao bằng 0 ở ngoài, và nó check điều kiện cao nhỏ bằng 100. Nó cũng tương đương với cao nhỏ 100 của thằng for. Đây, hai cái khối này. Và khối này. Đúng không? Khối này tương đương với khối này. Rồi va cao bằng 0 ở đây, đúng không? Cao bằng 0 ở đây thì nó tương đương với khối này. Hai từ khối này tương đương nhau, đúng không? Đấy, thì cao cộng cộng ở đây. Khối này. Thì nó thực thi ở trong y, nó thực thi ở đây thì tương đương với khối này. Đúng không? Đấy, ba khối này và cái khối statement này thực thi thì giống nhau, đúng không? Statement này. Đây là khối số 3. Đây thì khối số 3 nằm đây, đúng không? Bên ngoài. Khối số 1 ở đây, đúng không? Thì khối số 1 của thằng ngoài là ở đây. Khối số 2 và for ở đây, đúng không? Thì khối số 2 nó cũng ở đây. Đây là khối số 4. Thì khối số 4 của thằng ngoài ở đây. Đấy. Thì kết quả của hai thằng này trên hết hai vòng lặp ra, đúng không? Thì nó được kết quả như nhau. Đấy, thì mình hoàn toàn có thể là gì? Nếu mình biết cách sử dụng, đúng không? Mình hoàn toàn có thể sử dụng hai vòng lặp cho một cái mục đích của mình bình thường, đúng không? Tuy nhiên là mình lưu ý đây, mình có hai cái lưu ý này, mình lên là gì? Dùng nó khi nào cho nó hợp lý.
thì với cái trường hợp này thì lên dùng for hơn đúng không? Thì ở đây chỉ là ý là mình có thể là thì chân lết hai thằng cho nhau được. Với trường hợp này là mình đã biết trước cái số đơn lập của cái, biết trước cái số tam giác này là bao nhiêu rồi đúng không? Ví dụ biết trước số dòng mình cần in ra tam giác này là 100 dòng chẳng hạn đúng không? Mình sẽ dùng là gì for hợp lý hơn. Rồi, mình đi vào cái lỗi thường gặp xảy ra vòng lặp vô tận đúng không? Với thằng for này. Ở đây sẽ xảy ra vòng lặp vô tận đây này. Elit y bằng 0 đúng không? Sau đó y lại tăng lên đúng không? Y lúc nào cũng tăng lên. Nhưng mà so sánh điều kiện này y lớn hơn 0 đúng không? Lớn hơn bằng 0 thì đã cái thằng này nó đã tăng lên rồi. Xuất phát là 0 rồi mà lại tăng lên mà lại so sánh điều kiện quay lại lúc nào so sánh là lớn hơn 0 thì lúc nào nó cũng lớn hơn đúng không? Thì cái này nó sẽ xảy ra gì? Vòng lặp vô tận. Thì cái điều kiện này là mình sẽ không tốt này, chết này. Rồi, hay là với vòng lặp while cũng vậy đúng không? Cái hai cái vòng lặp này giống giống nhau đúng không? Mình va khởi đạo elit bằng 0 này và điều kiện cũng là y lớn bằng 0. Sau đó y cũng tăng lên. Sau đó thực hiện là in đúng không? Và vòng lặp này cũng chạy vô tận này. Đấy, hai cái vòng lặp đều chạy vô tận nhá. Rồi, lỗi thường gặp số 2 này, số lần lặp không đúng. Cái này thì nó cũng không hẳn là cái việc mà lỗi đúng không? Mà là cái việc mà mình code sai ý đồ thôi. Ví dụ là cái khối lệnh sau sẽ lặp 101 lần thay vì 100 lần, mình cho cao nhỏ bằng 100 đúng không? Mình định ý định của mình là viết cái dòng này lệnh này 100 lần đúng không? Nhưng mà thực tế nó sẽ thực thi là 101 lần. Đúng không? Đây này. Đấy. Mình cố tình cho điều kiện là nhỏ hơn bằng 100 đúng không? Ý tưởng là mình sẽ cho thực thi 100 lần đúng không? Nhưng mà nó xuất phát từ 0 đúng không? Cho nên nó vẫn sẽ thực thi 101 lần. Rồi, bây giờ mình sẽ phân biệt giữa while và do while nhé. Qua while rồi thì đến do while này. Thì xem thằng do while với thằng while khác nhau ở cái gì. Thì về mặt cú pháp trước đi, đúng không? Cú pháp thì nó có thêm một cái khối do nữa. Khối do state nó lại là khối statement. Khối statement của nó lại làm phía trên. Và thằng while nó lại làm phía dưới. Đấy. Nhưng mà thằng while sau khi cái biểu thức điều kiện của nó thì là chấm phẩy luôn, kết thúc luôn. Chứ nó sẽ không có phần thân nữa, đúng không? Không có phần thân của while nữa, mà phần thân của nó sẽ nằm ở phía trên. Thì điểm khác biệt giữa while và do while này, thân của vòng lặp do while được thực hiện ít nhất là một lần, kể cả khi biểu thức điều kiện trả về sai. Thì thì có hiểu cái câu này tại sao nó thực hiện ít nhất một lần không? Vì nó chạy cái do trước đúng không? Đúng rồi. Nó chạy lúc nào cũng chạy thằng do trước, xong nó mới chạy đến thằng while đúng không? Thì giả sử như thằng while nó sai luôn đi đúng không? Thì nó cũng phải thực thi thằng do đã. Rồi nó mới kiểm tra đến while. Nên là lúc nào nó cũng sẽ thực thi ít nhất là một lần ở do, xong rồi nó mới đến while đúng không? Thì bao giờ nó cũng sẽ thực thi ở do trước. Thì có sai nữa thì cái statement này nó cũng sẽ thực thi được một lần đúng không? Thì sự khác nhau giữa thằng do while và thằng while có vậy đâu. Về mặt cú pháp thì nó là phần thân nằm phía trên chứ không phải là dưới while đúng không? Còn phần thân của thằng while thì nó là phía dưới. Đây, khác đúng không? Phần thân thì nằm phía dưới while đúng không? Nhưng phần thân của do while nó nằm phía trên. Đấy, khác nhau đấy, đúng không? Đây do while ví dụ đây, ví dụ là mình có một cái biến va sum bằng 0 và number đúng không? Do number bằng path in from enter a number là một cái thẻ nhập vào đúng không? Sau đó pass in là ép thành tiểu số. Sau đó sum cộng bằng tức là mình gán vào đúng không? Gán cái biến sum này cộng bằng cái number tức là cộng cộng số liên tục đúng không? Nếu như mình nhập vào liên tục thì nó sẽ cộng liên tục đúng không? Và cái while này kiểm tra điều kiện là number không bằng 0 đúng không? Tức là mình nhập vào số 0 ấy thì là cái while này sẽ kết thúc, do while này sẽ kết thúc. Còn nếu như mình nhập với số khác không ấy thì là nó sẽ cứ cộng cộng tổng mà thôi, cộng dồn vào cái số sum này đúng không? Và cuối cùng cái lệnh document write sum này là in ra cái tổng ở ngoài vòng lặp nhé. Cái lệnh in này là ngoài vòng lặp nhé, không phải lệnh in của statement vòng lặp đâu, làm mà cái lệnh in này là nó thực thi khi mà đã cái vòng lặp này nó bị kết thúc rồi thì nó mới in ra đúng không?
Còn khi mà vòng nạp chưa kết thúc ấy thì nó vẫn còn vẫn còn thực thi lại đúng không? Nó sẽ không không thực thi lại lúc nguồn drive này. Nó chỉ kết thúc khi mình nhập vào số 0 thôi. Đúng không? Thì tại sao đoạn này nhập vào số 0 thì nó lại kết thúc? Số khác không nó lại không kết thúc. Thứ hai này. Tại sao chỗ này nó lại không phải là số khác không không kết thúc mà lại số nhập vào số 0 lại kết thúc? Vì không nó này bằng một không thì kết thúc điều kiện không kết thúc vòng không chấm than không không chấm than không thì trả về gì? Không mà chấm than không thì trả về gì? Trả về phô rồi. Đúng rồi, không chấm than không, không nó phải bằng không đúng không? Chấm than là gì? Không bằng đúng không? Chúng ta đang phủ định mà đúng không? Nếu mà gì không bằng bằng không thì có phải về true không? Đúng không? Bây giờ phủ định của true thì là gì? Chấm than của true thì là gì? Chấm than của true thì là false đúng không? Bây giờ mình thay vào đây là chấm than thì nó trả là gì? Trả về false à đúng không? Đấy thì khi mà nhập vào số 0 thì cái này trả về fo thì thằng y này kết thúc đúng không? Kết thúc thì cả do y này cũng kết thúc luôn. Còn nếu mà mình cứ nhập vào số khác không thì cái thằng này nó vẫn chạy thôi. Tên vấn đề vẫn chạy đúng không? Thì sum này vẫn tiếp tục được gán tiếp đúng không? Thì nó cứ ví dụ mình nhập 2 4 thì nó sẽ được là 2 cộng 3 cộng 4 đúng không? 2 cộng 3 cộng 4 cộng liên tiếp vào. Nó sẽ ra kết quả là 9. Nếu mình nhập vào số tiếp là 0 đúng không? Thì nó sẽ ra kết quả là 9. Không nó sẽ thoát đúng không? Thoát thì nó sẽ ra kết quả là 9. Còn nếu mà ví dụ nhà mình nhập vào số 0 luôn đúng không? Thì sao bằng mấy? Số 0 thì nó cũng hiện ra kết quả bằng 0 luôn. Đúng rồi. Thì nó hiện ra kết quả bằng 0, vòng này vẫn thực thi một lần đúng không? Vẫn thực thi ít nhất là một lần mà. Thì nó vẫn phải thực thi được cái dòng này. Thực thi được cái dòng sum cộng bằng number. Các là number lúc này bằng 0. Rồi, đấy là vòng lặp do while đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đến là gì? Break và continue nhá. Thì break thì anh em học về switch case rồi đó, break dùng để thoát thì trong vòng lặp nó cũng vậy thôi. Nó cũng dùng để thoát. Nhưng mà mình sẽ có một số cái lưu ý khi mà mình code với break. Rồi. Bây giờ vừa nãy anh có một cái ví dụ if dùng break rồi đúng không? Rồi, bây giờ anh so y nhỏ bằng 5 đi. Rồi, nếu cho if thì y bằng bằng 2. Break. Wow. Bây giờ anh sẽ lốc ở trên này y bằng y này. Thì lúc này thì có lốc được mấy giá trị của y? Đấy lúc này thì được mấy giá trị của y? Được 2 đúng không ạ? 2 là những giá trị là? 0 và 1. 0 và 1. Ok. Đây. 0, 1 và gì? 2 nữa. Tại sao này vẫn lốc được số 2? Sao vẫn lốc được sai nhỉ? Nó chạy từ trên xuống thì 2 nó vẫn được, tức là khớp khi bằng 2 thì nó break.
đúng rồi, nó vẫn lốc được cái lốc y bằng hai đúng không, nó phải là gì lốc trước rồi mới kiểm tra mà đúng không, hai rồi mới y bằng hai thì nó break mới thoát đúng không. Bây giờ nếu mà anh đặt lốc xuống dưới cơ đúng không, lốc xuống dưới cái ít này đúng không, thì lúc này mới chỉ có hai lốc này đúng không, không còn một này đấy, mình để dưới đúng không, thì là nó sẽ bằng hai ở trên này thì nó kiểm tra điều kiện bằng hai trước, khi nó gặp break thì nó sẽ không chạy cái này lốc này nữa đúng không. À, bố đang dạy bù nha, dạy bù đang dạy học nha. Rồi bây giờ mình có thể lốc ở dưới break được không, có đặt dưới con slot ở dưới break được không? Không bây giờ này không được, đúng rồi, thấy cái dòng này nó bị vàng vàng này đúng không đấy, ăn break code này đây mình sẽ chạy ra xem nó có lỗi gì không đúng không. Nó không báo lỗi gì cả, nhưng mà nó sẽ không có dòng lốc nào đúng không, không có dòng lốc nào. Mà thực tế như này nó là đã báo lỗi, nếu như mà ở bên Java nhé, Java thì nó sẽ là báo lỗi luôn đấy. Bên JS thì nó dễ dãi hơn, không báo lỗi cụ thể gì cả, nhưng Java nó sẽ báo lỗi luôn nhé, JS nó còn không báo lỗi cơ. Nhưng mà sẽ không có cái giá trị gì khi mà mình đặt dưới break đâu nhá, bởi vì gặp break là nó thoát rồi, mình lại nó đã thoát, gặp từ khóa break là thoát, mình lại thực thi một statement ở dưới break thì rõ ràng là sai rồi, nên mình sẽ không bao giờ mình đặt một cái lệnh nào dưới break nhé. Rồi đấy là từ khóa break. Break thì nói chung là cứ gặp break là nó thoát thôi đúng không, cứ chạy vào mà gặp đến điều kiện break là nó thoát. Bây giờ thay bằng từ khóa continue. Rồi bây giờ thay bằng continue nhá, thì bây giờ anh cũng đặt lốc đằng trước đi, lốc y ra à. Đó, nếu anh đặt đằng trước như này thì với từ khóa continue thì nó sẽ như nào, continue trong tiếng Anh nó nghĩa là gì, trong tiếng Anh nó là tiếp tục đúng không. Nhưng mà continue ở trong vòng lặp này có nghĩa là nó tiếp tục thực thi cái lệnh tiếp theo, tức là nó sẽ bỏ qua cái lệnh này, bỏ qua cái lần lặp này. Hay nói khác là khi gặp một continue là nó sẽ không thực thi cái lệnh đằng sau continue nữa đúng không, không thực thi cái lệnh trong cái khối dưới continue nữa đúng không. Nhưng mà anh đặt đặt lốc như này thì liệu nó có lốc đầy đủ không? Xem nhé. Đây, vẫn là gì? Lốc ra đầy đủ đúng không? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy là khi mình đặt ở trên đúng không? Nhưng mà bây giờ anh thay vì đặt trên nhé, anh đặt xuống dưới. Đấy. Đặt xuống dưới thì nó sẽ là gì, 0 1 3 4 5, nó sẽ không còn cái lần lặp thứ hai nữa, không còn cái lần lặp của y bằng hai nữa này. Tức là sao, khi nó chạm vào continue đúng không thì nó sẽ bỏ qua tất cả những cái statement dưới continue đúng không? Chạm vào continue nhá đúng không, thì nó sẽ bỏ qua tất cả những cái statement, kể cả cái gì ngoài cái if này đúng không, là có slot lúc bấy giờ đúng không, thì nó sẽ không lốc được ra cái trường hợp y bằng hai. Thì tất cả từ dưới từ dòng 51, 52 đều là nằm dưới dòng 50 đúng không? Khi chạm continue ở dòng 50 thì nó sẽ chạy 51, 52 không chạy nữa. Đấy, thì nó sẽ quay lại là đặt lên khi y bằng 3 thì nó không thực thi if này đúng không? Không thực thi if này thì nó sẽ không chạm vào continue, thì lúc đấy 3 3 4 5 lại chạy được đúng không? Thì đấy là từ khóa continue. Và cũng như là gì? Break thôi. Mình không thể nào gì, không thể đặt cái từ khóa như thế này được. Nếu mà Java thì nó cũng sẽ báo lỗi đúng không, còn trong JS thì nó không báo lỗi gì cả.
Yes thì khả năng nó sẽ không báo lỗi gì. Đấy, nhưng mà nó sẽ không có bất kỳ gì một cái dòng lốc nào được thực thi cả. Đúng không? Mình đặt con số lốc này dưới này thì y bằng gì? 0 1 2 thì nó đều không vào cái cây y, y bằng 0 0 này, 1 này, 3 4 5 này, nó đều không bằng 2 cả đúng không? Thì nó cũng không vào đây. Đúng không? Thì không có dòng lốc nào cả. Thì chỉ vào đây duy nhất trường hợp là y bằng 2. Nhưng mà khi mà y bằng 2 thì nó lại gặp continue. Thì cái dòng lốc này cũng bị bỏ qua, đúng không? Dòng lốc bị bỏ qua thì cũng sẽ không có con slope với y bằng 2. Cho nên là đặt con slope dưới continue thì cũng là vô nghĩa. Rồi đặt con slope dưới break cũng vô nghĩa đúng không? Cho nên là trong khi mình code mình sẽ không đặt một cái statement nào ở dưới cái từ khóa break hay là continue cả. Đúng không? Bởi vì nó sẽ không thực thi. Đấy. Nhưng mà có thể dùng gì cái statement ở gì điều kiện khác ở dưới như này thì vẫn được đúng không? Mình cần một cái điều kiện nào đấy để bỏ qua cái lần lặp này thôi đúng không? Bỏ qua cái lần lặp này thôi. Nhưng mà cái lần lặp khác nó vẫn thực thi đúng không? Thì vẫn cho nó thực thi bình thường. Chỉ lưu ý là mình sẽ không đặt cái statement đấy ở dưới ngay từ khóa continue thôi, đúng không? Mà mình sẽ thường là sẽ là if else, if như nào đấy thì continue. Theo thì tiếp tục đúng không? Đấy, hoặc là thoát khỏi ý đấy ra. Tiếp tục lập thôi đúng không? Còn cái lệnh đấy nó sẽ thực thi ở ngoài. Mục đích của cái continue này là nó sẽ là bỏ qua cái lần lập đấy. Break thì là thoát luôn đúng không? Break gặp thì thoát luôn. Còn continue là nó chỉ bỏ qua một cái lần lập đấy thôi. Bỏ qua cái lần lập đấy mình không không gọi là không tính kết quả hả? Mình sẽ tính kết quả ở những cái trường hợp khác. Ngoài cái trường hợp đấy. Thì đấy là từ khóa continue trong vòng lặp. Được chưa? Hiểu thông cái từ khóa continue đây chưa? Em hiểu rồi ạ. Ok. Cái vòng lặp thì mình phải nắm chắc là những cái concept này, continue rồi break. Bởi vì nó sẽ dùng nhiều đấy. Ngoài ra sau này mình học về cái bài hàm còn phải phân biệt được cách dùng break cái return nữa đúng không? Return thì dùng đi đôi với hàm nhưng mà break thì lại đi đôi với vòng lặp nhưng mà vòng lặp viết trong hàm nữa đúng không thì lại phải phân biệt được cách dùng break và return lúc mà rơi vào trường hợp đấy. Rồi thì cái break này thì anh vừa có demo hết rồi, continue thì cũng demo rồi đúng không? Đây vào các trường hợp mà continue in ra kết quả đây đúng không? Nếu mình in kết quả ở dưới đúng không thì nó sẽ bỏ qua cái lần lặp y bằng 3 thì cơ trường hợp 0 1 2 4 thôi. Còn break thì là gặp break thì thoát, nó chỉ 0 1 2. Rồi đây là nói về cái nguyên nhân lặp hạn thôi, vừa anh có nói rồi. Thì mình còn một cái nữa gọi là lặp vòng lặp lồng nhau đúng không? Cái cuối cùng lý thuyết để tổng hợp lại thì vòng lặp lồng nhau thì là thường ấy là nó sẽ xử lý cho cái việc mà mảng hai chiều chẳng hạn đúng không? Xử lý mảng đa chiều hoặc là mảng ba chiều chẳng hạn thì còn lặp trong lặp trong lặp ba vòng lặp lồng nhau cơ đúng không? Tất nhiên là dùng đến ba vòng lặp lồng nhau là đã bắt đầu quá phức tạp rồi. Thường thì for lồng sẽ dùng nhiều. Đấy. Đây là một bài toán điển hình là mình vẽ ra một cái hình chữ nhật bằng vòng lặp hai vòng lặp này đúng không? Thì vòng lặp với hai vòng lặp lồng nhau ấy thì mình sẽ lốc như nào? Khi mình code thì mình cũng sẽ phải là cách lốc của mình ấy. Làm sao nó tưởng mình và dễ nhìn ra kết quả ấy. Ví dụ anh sẽ đọc một cái vòng lặp for i thứ nhất chạy từ 1 cho đến 4 đi. I bằng 1, i nhỏ hơn bằng 4 đi. Rồi vòng lặp thứ hai sẽ cho thằng mình cứ tự động mình cứ chọn for i thôi nhá, chọn for i nhưng mà tự động nó sẽ đẩy ra for j này đấy, tự động nó sẽ đẩy for j, ví dụ như là j nhỏ hơn 5 đi. Đây thì cách mình lốc nhá thì nó sẽ thực thi là lốc ra rồi sẽ nhìn nó thực thi nào đúng không? Bây giờ anh lốc đi cách nó thực thi nhá. Đây cách mình lốc thì cái vòng lặp to mình sẽ lốc nó dài ra, dài phải y như này. Đấy. Mình sẽ cần giá trị nào nữa thì mình sẽ thêm vào sau cái lốc này hạn đúng không?
cần thêm gì mình lốc ạ. Thì cái giá trị ngoài mình sẽ lốc dài đây, còn cái giá trị ở trong này, cái vòng lặp nhỏ đúng không, thì mình sẽ lốc ngắn thôi, ngắn hơn cái vòng lặp to đấy đúng không. Đấy, sau đó mình sẽ chuyển cái value của cái vòng lặp nhỏ vào đây. Đấy, bây giờ mình sẽ xem nó thực thi như thế nào đúng không. Đấy, bây giờ mình sẽ xem nó thực thi như nào nhá. Rồi, thì cái vòng lặp to đúng không, nó sẽ xuất phát từ một khi bằng một này, sau đó cái vòng lặp nhỏ sẽ chạy đúng không, vòng lặp nhỏ sẽ chạy là lần lượt 0, 1, 2, 3, 4 hết vòng lặp nhỏ đúng không, thì lúc này nó mới quay lại cái lần lặp tiếp theo của vòng lặp to, y mới tăng lên 2. Khi mà quay lại cái vòng lặp to y lên 2 thì nó lại tiếp tục là gì, chạy hết lần lượt cái vòng lặp nhỏ, sau đó mới lại tiếp tục quay lại vòng lặp to, giá trị của vòng lặp to đúng không, sau đó nó lại chạy hết lần lượt vòng lặp nhỏ, sau đó nó lại chạy cái lần cuối của vòng lặp to đúng không, chạy hết hết cái vòng lặp nhỏ thì mới kết thúc đúng không. Thì đây là cách hoạt động của cái vòng lặp lồng nhá. Ví dụ như là mình có thêm một cái thằng lồng nữa đi đúng không, cố tình thêm một cái thằng nữa, thằng K, nếu tự động nó sẽ đẩy ra biến K nhé, còn 3 đi chẳng hạn, thì mình lốc thử nó ra cho nó hoạt động nào đúng không, lốc K thì mình lại lốc thằng ngắn hơn nữa đúng không. Đây, K. Đấy. Đấy, cách mình lốc, mình bây giờ mình sẽ đọc lốc đúng không. Đấy, xem nó sẽ đi nào đúng không. Thì nói chung là nó cứ sẽ thực thi là gì, hết cái statement của thằng to xong rồi đến gì, đến lần lặp của thằng nhỏ đúng không. Nhưng thằng vòng lặp nhỏ nữa thì nó phải thực thi hết cái lần lặp của nó đã đúng không, thì nó mới đến quay lại cái lần lặp tiếp theo của thằng to, rồi nó phải lại thực thi tiếp hết cái lần lặp nhỏ đúng không, xong lại quay lại cái lần lặp nhỏ nữa đúng không. Đây, nó phải chạy hết cái lần nhỏ đúng không. Khi mà chạy hết cái vòng nhỏ rồi thì bắt đầu mới quay lại vòng lặp to lần nữa, nó lại lặp lại lần nữa như thế đúng không, lại đến lượt thằng nhỏ chạy đúng không, xong lại đến thằng nhỏ nữa chạy hết lần nhỏ nó lướt lại, bắt đầu lần lượt đến to mới được quay lại lần tiếp theo. Thì đây là cách hoạt động của for lồng nhau. Đấy, thì cách anh lốc ra thì Hiếu hiểu cái cơ chế chạy của nó chưa? Hiểu rồi ạ. Ok. Rồi, như thế thì bao gồm chỉ có như vậy thôi. Mình cũng thêm được khá là nhiều kiến thức mới đúng không? Thì những cái mà cần lốt lại thì anh em nên lốt nó một cái cách theo quy củ ấy, có thể là lốt theo những cái trang kiểu như là anh hay lốt, ví dụ lý thuyết thì anh hay lốt theo kiểu là có những cái trang giống như là mind map ấy, tìm những trang về mind map này. Đấy, ví dụ anh hay lốt lý thuyết theo kiểu mind map này này, em cũng đã dùng đến những kiểu mind map như này, sơ đồ tư duy ấy, gọi là sơ đồ tư duy ấy, thì trong những cái lốt lý thuyết nào đấy thì anh em nên lốt theo kiểu như này thì nó sẽ, sau này mình tìm lại ấy, thì nó dễ gọi là tìm kiếm lại lý thuyết hơn, hoặc theo cách hiểu mình hiểu như nào thì mình sẽ lốt lại ý đồ như thế. Ví dụ mình ngày bài hôm nay mình lốt về các hàm như to low cây, up low cây hạn đẹp gì hạn đúng không, to low cây chuyển sang chữ hai thường hạn đúng không, thì mình có thể là viết theo cái sơ đồ tư duy này. Ví dụ như là trong vòng lặp thì mình có vòng lặp, các loại vòng lặp for này, for while này, trong for while có những gì cần lưu tâm này đúng không, đấy thì mình lốt nó ra. Sau này lý thuyết thì về phần Java nó còn nhiều lý thuyết lắm, thì mình lên học cách lốt theo cái sơ đồ tư duy này, thì nó sắp xếp cái kiến thức của mình theo cái sơ đồ ấy thì nó dễ, gọi là mình loát lại nó dễ. Thì anh sắp xếp cái việc mà như này, anh sắp xếp anh đưa nó lưu luôn lên vết thành cái trình duyệt này. Thì cách mà lưu lên thì đơn giản thôi, mình vào cái ba chấm của cái trình duyệt này, của cái bookmark manager này. Đấy. Thì ở đây nó có một cái gọi là bookmark quản lý này, bookmark manager này.
anh em muốn lưu lại cái trang web nào thì anh em chỉ việc là tích vào ba này, tích vào cái ba sao này, Adly Folder này, Adly Bookmark này, đấy thì đặt tên cho bookmark hoặc đặt và copy đường link xếp lại đúng không, ví dụ anh muốn xếp cái trang web 24 giờ lại đúng không, đấy mình xếp những cái thông tin quan trọng này, đấy, xếp 24 giờ thì vào bookmark manager này, sau rồi là cái video anh em có thể làm lại theo anh làm được không, bookmark manager này đúng không, đấy ví dụ đây là web 24 giờ đúng không, mình chỉ viết tắt như thế thôi, xong mình paste đường link nó vào, mình xếp nó lại. Đấy thì lần sau mình vào cái trình duyệt này mình chỉ việc là gì, ấn dấu cộng nó sẽ ra 24 giờ ở trên này, bookmark manager nó có thể đầy quá thì nó sẽ đẩy xuống dưới này, đây 24 giờ em. Đấy, anh lưu nhiều trang quá thì nó có thể đẩy xuống đây, đẩy một cái gạch này đây 24 giờ đây nhỉ? Đấy thì mình sẽ vào luôn được cái trang đấy luôn đúng không, thì cách mình lưu lý thuyết là mình tìm những cái trang giống như kiểu như này, giống kiểu là mymap này, em search là sơ đồ tùy với mymap nó sẽ ra rất nhiều cái trang miễn phí mymap đấy, dùng những trang này để mình lưu lại những cái phần kiến thức quan trọng mình cần nốt lại. Đấy có rất nhiều cái trang hỗ trợ mình viết mymap, ví dụ anh dùng cái trang mymaster này, mymaster hoặc là my trang myro này được này. Đấy, nó đều là những cái trang mà mình viết, giúp mình viết những cái sơ đồ tư duy ấy. Mình lưu lại, ví dụ mình copy đường link này mình lưu lại thôi, bài đấy là bài gì đúng không, mình lưu vấn đề gì đúng không, lưu theo kiểu sơ đồ tư duy này, lý thuyết nó sẽ sắp xếp theo khối. Rồi, ok, buổi lý thuyết này thì mình chốt ở đây, còn buổi sau mình sẽ chữa bài tập nhé. Anh em cố gắng làm hết các bài tập đi, buổi sau mình sẽ phân tích và chữa. Bài tập có bài nào phải. Hiếu đã chuẩn bị hết các bài thực hành nhớ chưa? Bài thực hành của phần 5 đấy chưa? Bài thực hành em chưa chưa thời gian. Dạ, tôi cứ phải làm đi. Sang phần lập nó sẽ bắt đầu khó dần lên đấy. Lập nó sẽ trừu tượng hơn, nó trừu tượng hơn những bài trước nhiều. Bắt đầu phải làm nhiều lên. Lượng bài tập nó sẽ nhiều đấy. Các bài thực hành thì cố gắng mình sẽ làm lại và hiểu. Đó là bài tập nhá. Sẽ có một buổi chưa bài tập, buổi lý thuyết. Sau bài bài lập thì sẽ đi về mảng. Đây phần cấu trúc lập 2 sẽ rất nhiều bài tập nha. Sinh bản đồ chương, hiển thị số nguyên tố này, bài số nguyên tố này. Luyện tập rất nhiều bài tập nha. Luyện tập nhiều bài em nha. Giải thừa số nguyên dương này, tam giác vuông này. Đấy. Đấy, những bài này sẽ phải vừa kết hợp điều kiện vừa kết hợp giữa vòng lặp lồng nhau này. Đấy là mấy bài này sẽ hiểu sâu về cách hoạt động của vòng lặp lồng nhau đấy. Rồi, ok. Như vậy video này, anh em nghỉ rồi nhé. Thì buổi sau mình sẽ